đường về nhà là bao tiếng ca dấu lắm vườn xa. Thế ạ? Ừ. Xuống thanh này. Nào, hôm nay là số like là cao thấp gầy béo đều có thể mặc được này. Con nhỏ vừa vặn đều có thể mặc được này. Đây là một số like mà em nghĩ là mọi người sẽ mong chờ rất là lâu rồi, vì em nhớ là có một lần em áp ảnh mà tương tác cực kỳ tốt cho những cái bài like này luôn. Hôm nay gần như là số kết thúc like rồi, bởi vì có thể cùng lắm là bọn em sẽ like được buổi tối mai nữa, còn không thì bởi vì ngày mai là ngày bên các bên giao hàng họ sẽ dừng nhận đơn. Để giao trước Tết ý. Còn riêng ngày hôm nay nhá, nếu mọi người muốn nhận trước Tết thì chỉ có miền Bắc thôi. Còn miền Trung và miền Nam thì khả năng sẽ mận nhận sau Tết rất là cao. Thế nên là mọi người lưu ý giúp em nhá. Anh ghim cho em này, miền Bắc có thể nhận hàng trước Tết. Không, nhiều chị khách mới vào không ấy đâu, hỏi đi hỏi lại ấy. Đó, lên khá là đông luôn. Ngày hôm nay dạ sẽ có giá từ 330.000 quay đầu, từ 200 cho đến 330.000. Toàn bộ là những cái lô này là lâu lắm mà em không có dạng ngắn một lớp nữa nhá. Không có. Và đây là những lô rất là mới. Làm sao nhỉ? Gọi sao nhỉ? Em mang ra những cái sản phẩm gọi là sao nhỉ? Mới khui luôn để cho mọi người săn được những em rất là đẹp luôn mọi người nhá. Những con vest như này thật sự mọi người giá thì đó rất là chát chúa rồi. Vét dạ một lớp nhé mọi nhé, chứ không phải là vét dạ bình thường. Đó, vét dạ một lớp như này thì rất là đẹp luôn. Rất nhiều vét ngày hôm nay, và ngoài vét ra thì có các kiểu khác nữa, dáng ngắn rất là đẹp luôn. Đó, những con như này chắc chắn là mọi người sẽ phải sở hữu một con luôn, vì giá nó rẻ như hàng hai lớp luôn. Với cả tầm này là các chị cũng hết chỗ xem rồi, vì sau nghỉ lại hết rồi. Hôm nay có các bà 40-48 cân, có một con siêu sang chảnh cho các bà luôn đấy. Tôi vừa nhìn thấy. Thế là không săn nữa mà. Sao không săn được, rẻ mà đẹp cái tội gì không săn. Giờ cuộc đời sống được mấy đâu mà không săn. Mua ra Tết không có đâu. Ừ. Đấy, nuôi lâu lắm. Bởi vì sao? Mỗi lần mà em mà quyết định ra một cái quyết định bán hàng giá gọi sao nhỉ? Một cái giá sốc tận áp như thế là phải cân nhắc lắm đó mọi người ơi. Một là phải cân nhắc về tiền, hai là cân nhắc về bạn bè đồng nghiệp người ta tẩy chay nhé các bạn nhá. Ok mọi người ơi, sẵn sàng chưa? Ui đông thế nhỉ. Đối với miền Bắc nhé mọi người nhá, thì chắc là cam kết mọi người nhận trước Tết, còn miền Trung miền Nam thì 50-50. Với số like ngày hôm nay nhé, em 49 cân mặc được không ạ? Được, nói chung là nhiều size lắm. Mọi người lưu ý giúp em này, chốt theo mã em tư vấn nhé. Chốt theo mã em tư vấn và theo cân nặng em tư vấn là ok. Ví dụ như em này các chị có cân nặng tầm từ 53-60 cân là mặc rất đẹp luôn. Đông thế? Đông quá. Ok mọi người ơi, em like luôn nhé. Em bình thường nhé mọi nhé, bình thường những con này em sẽ bán cho mọi người chỉ tầm 300 hoặc hơn một chút. Nói chung là 330.000 quay đầu cho những cái số like rất là đẹp này. Đến với những cái dạ như này nhé, dạ vét cái này này. Thì sao? Nó là phá giá thị trường rất sâu. Thế nên là yêu cầu là một là chốt cho bản thân mình, không chốt lộ. Hai là chốt chắc nhé mọi nhé. Giờ cuối năm rồi, đừng có làm khổ nhau nhé các bạn nhé. Tôi nói thế bởi vì sao? Tôi đã rất thiệt thòi về bản thân mình rồi. Thế nên là chỉ nhờ các chị là chốt chắc thôi. Ok chưa? Thật sự thích thì hãng chốt. Mọi người nhá, em chỉ xin đúng một điều thôi. Bởi vì là Tết ý, lúc hàng xả, hàng xiếc rồi, hàng bom ấy, rất là khổ tâm vì đầu năm ấy. Mọi người hiểu không? Mọi người buôn bán kinh doanh cái gì cũng thế thôi. Hoặc người nào đầu năm mà nó bom về trong một xe tải em làm chắc, gì chị ơi? Thì chắc là chết. Chết trong đau khổ luôn nhá mọi nhá. Thế nên là vui lòng chốt chắc giúp em. Ok chưa? Thích thì chốt, mà không thích thì xem cho vui. Ok nhá mọi nhá, hứa thế nhá.
đừng có làm tổn thương trái tim đau đớn nhỏ bé này nhé mọi nhé. Bởi vì sao đầu năm bom về rất xui. Có kẻ nhé chị ơi, có kẻ. Ok em like luôn nhá. Em đầu tiên này. Em này các chị 53-60 cân. Em mở màn em này 250.000. 53-60 cân ạ, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. 250.000, mã là 582. Mã số là 582 cho em nhá. 582 cho em này. Một em vest siêu đẹp ạ. Chất đỉnh của đỉnh luôn nhá mọi người nhá. Em này các chị size M thôi này mọi người ơi. Em này các chị size tầm từ 50-55 cân nhá. Hàng handmade cho em. 50-55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân rồi. Mức giá của em này là 300. Mã số là 187. 300.000, mã là 187. Chị Bạch Dương. 300.000 mã 187, size nhỏ cho em này. Con biết này, em nhớ không nhầm ấy thì nếu mà ra được để dịch ra cái dáng như này thì cỡ phải đầu 2 trở lên, là 2 triệu trở lên thì mới mặc được con mấy. Size S này mọi người ơi. Em này 45-50 cân nhá, siêu đẹp này, vest nhá. 45-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 300, mã số là 373. 300.000 mã là 373. Bạch Dương. Bạch Dương đi bao nhiêu so với chị ơi? Vest màu xanh 187. 187 chị Nguyễn Thị Phương Thảo. Em này nhá. Vest màu xanh ạ, à, mát của đánh là xanh mờ nhá như con này. Em này tư vấn thoải mái trên các chị có cân nặng 60 cân trở lên nhá, trên 60 cân ạ. À. 373 chị Bạch Dương. Trên 60 cân nhá. Em này mức giá 300.000 mã là 370. 300.000 mã số là 370 nha em này. 370. Vest đỏ mọi người nhá, trùm mông. Em này ạ. À, đẹp chưa? Em này chị nào cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân thôi. 55 cân quay đầu mà đẹp nhá, dưới 55 cân này. Mức giá của em này là 330, mã số là 505. 330, mã số là 505 cho em nhá. Vét này. Vét kẻ nhá mọi người ơi, toàn những con vét rất là đẹp luôn. Không đông lắm đâu. 505. Chưa thấy. Size M cho em này. Em này các chị có cân nặng 48 đến 53 cân nhá, kẻ này. Mẹ. Bò dưới 53 cân, dưới 53 cân nhá. Em này mức giá của nó là 330, mã là 383. 330.000, mã số là 383 cho em nhá. Một em vét kẻ tiếp này, rất đẹp luôn. Toàn vét kẻ nhá. Em này xanh nhỏ thôi ạ, hơi nhám nhá mọi nhá. Em này 47-52 cân ạ, dưới 52 cân nhá. 330, mã là 557. 330, mã số là 557 cho em này. 383. Một em vest siêu đẹp luôn ạ, vest này khả năng nam mặc được nhé mọi nhé. 383 chị Nguyễn Trâm. Bác đánh xanh nhỏ đấy chắc là của nam này. 557. Ui giời, con kết này quá đẹp luôn. Ui các bà ơi, sang chảnh tột độ luôn này, các chị có cân nặng tầm từ. Em này các chị có cân nặng 53-60 cân nhá. Đẹp chưa? Kết nhá mọi nhé. 557 chị Hồng Phượng. 53-60 cân này, không lấy thì không còn luôn. 330, hàng một lớp nhá mọi nhé. Mã số này là 540. 330 và số là 540 cho em này. 540. Một em vét nhá, em này thì có đai luôn. Có mã này à? 540. Chất mềm thế này. Em này các chị. Em này nhá, các chị có cân nặng có đai nhá. Mọi người sẽ đai phải chảy 60-65 cân. Dưới 65 cân nhá, 65 cân quay đầu mặc đẹp này. 330 thôi. Mã số em này là 118 này. 330 có đai nhá, mã là 118 cho em này. Tiếp tục 118. Con này nó là một em khoác kẻ này, rất là đẹp luôn. Kẻ nhá. Em này ạ, nam cho em nhá, có cân nặng tầm 57-62 cân. Dưới 62 cân của nam ạ, tương đương với size M của nam đấy. Dưới 62 cân nhá, 57-62 cân này. Mức giá của em này là 330, nam nhá, mã là 689. 330, mã số là 688. 18 thì giáp Huế. Ui, đẹp chưa, đẹp chưa. Một khuy thôi mọi người nhá. Một khuy thôi ạ. 689. Em này các chị size S và M ok nhá. Chị nào cân nặng tầm từ 48 phải M lên 48 cân. Dưới 55 cân nhá. Em này mức giá của nó 330, mã là 888. 330, mã số là 888 cho em. 888. Tiếp theo nhá mọi người ơi. Vét này. Đẹp chưa, đẹp chưa. Em này. Hôm nay có dạng này chưa? Em này các chị có cân nặng size tầm từ 47-55 cân ạ. Đấy, tôi biết ngay. 888 chị Phương Phạm. Tôi là hôm qua tiên đoán là hôm nay kiểu gì phải đến 5-70 người hỏi có dạ dài không. Nhưng dạ dài mà em bán ra này là em bảo sao nhỉ, mai bán nhà thì khỏi ăn Tết luôn. Dưới 55 cân nhá, mức giá của em này là 330 này, mã là 591 này.
dạng ngắn bán giá này là đã khỏi ăn Tết rồi. 591. Rách kít rồi mọi người ơi. Rách kít nhá mọi người nhá, đẹp chưa? Em này các chị 50 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 591 cho chị Thảo. 330, mã là 579. 330 mã số là 579 cho em này. 579. Rách kít tiếp này. Ui những con rách kít này quá đẹp luôn. Ủa xét luôn này, có xét nhé các bạn nhá. Em này ạ, chị nào có cân nặng size to cho em ạ. Có cân nặng tầm từ 63 đến 67 cân. Dưới 67 cân nhé, 67 cân quay đầu mặc đẹp này. 330, hóa là 517. Có một xét nhé mọi người ơi. Một xét nha. 579 có rồi mà, đây, em đọc nhé. 579 chị Lê Lan. Đảng xét này em lấy mọi người mức giá của nó là 457. Không thấy Lê Lan được cả. Cả xét nhá mọi nhá. Đây anh nhỉ. À, cái 517. Cái dây đo nhau nhỉ em ơi. Cả xét này đấy các bạn 450. Con này xét giống như xét hàng 517 cho chị Mùi Phương. Em này các chị cả Mùi Phương hay mới chuyển khoản để chốt tiếp. Vẫn chưa xả rồi. Mùi Phương hay mới chuyển khoản để chốt tiếp. Em này các chị có vòng eo tầm từ 68 đến 72 nhá. Eo 68 72. Đó là set ạ. Dành cho chị size M là mặc đẹp cho em. 50 55 cân eo 68 72 nhá. 450 cả set nhá. Mã số là 670. 650 mã 670 cho vào túi này. 450 mã số là 670 khen này. Mời em vét kẻ nhé mọi người nhá. Vét kẻ. 670. Ô chị ơi, tầm này nếu mà mua cái gì của 670 Nam. 670 với chị Đồng Thu Phương. Nam cho em nhá. Nếu mà chị xác định mọi người ơi, nếu mà mọi người cảm giác mà không ra Tết mà không nhận được hàng này ấy, thì mọi người đừng chốt nhá. Đấy, cho dễ bởi vì là em đã bảo rồi miền Bắc là sẽ cam kết là nhận trước Tết, còn miền Trung và miền Nam ấy thì 50-50. Thế nên là nếu mà chị nào mà bắt buộc là phải nhận hàng trước Tết ý, thì không nên chốt trong số này này. Em này Nam có cân nặng tầm từ 68 đến 72 cân, dưới 72 cân của Nam nhá. Vết ạ. Mức giá của em này là 330, mã là 541. Đừng cho anh đừng bảo 23 thôi. 541. Lúc do bên giao hàng nó giao muộn. Đang hỏi rõ là tỉnh nào không chứ. Tỉnh nào nhưng mà nhỡ mày như anh nói mà là không kịp cho khách người ta hoàn về. Em này 57, 65 cân, dưới 65 cân ạ. Dưới 65 cân nhá. Mức giá em này 330, mã là 379. 330.000, mã số là 379 cho em này. Tiếp theo nhá. Đẹp chưa? 541 chị Hải Dung. Em này các chị size M nhỏ thôi ạ. Hải Dung hay mới 47, 52, 53 cân nhá. Dưới 53 cân này. Chất giả nó như vậy nhá. Dưới 53 cân nhá, 53 cân quay đầu mặc đẹp này. 330, mã là 695. 330, mã số là 695 cho em. Mọi em biết em nhé mọi người. Tư Phạm Thanh Mới, chị Tư Phạm Thanh Mới có một địa chỉ. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân nhé mọi người. 50-60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã số em này là 651. Đẹp rồi. 695 chị Bình Mai. 330, mã số là 651. Mọi em vét tiếp này, những con vét này rất là đẹp luôn. Chị này của nam hay của nữ thôi. 651. Vét này ạ, các chị có cân nặng trên 60 cân nhá. 60 cân trở lên, 60 cân đến 70 cân ok này. 330, mã là 534. Có vét con này đang không? 651. Tiếp theo nhá mọi ơi. Một em siêu xịn luôn ạ. Em này có đai và còn mác nhá. Mác của nó sẽ rơi vào khoảng tầm cái này có đai để thắt này mọi người này. Cái áo này nó rơi vào khoảng tầm 651 cho chị Hoàng Nguyễn Thị. Đấy, còn có đai đi kèm nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 52 56 cân ạ, dưới 56 cân nhá. Mức giá của em này là 330, mã số là 587. 330, mã số là 587 cho em nhá. Em vét màu be. Xinh quá này, size nhỏ ra rồi. Em này các chị cái size nhỏ thôi, 47 đến 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp tay nữa nhá. Mức giá này là 330, mã là 384. 534 587. 384 cho em. 534 chị Thu Hằng. Em à.
Chị Thu Hoàng thay mới inbox luôn địa chỉ. Con này có đai đi kèm nhé mọi nhá. Dáng này thì rất là đẹp luôn. Dáng này là một khuy xong có đai nhé mọi nhá. Mát đánh chỉ đánh size S thôi này mọi người này. 887 chị dán điêu chuột. Em này ạ. Điêu chuột thay mới. Chị nào cân nặng size tầm 50-55 cân nhá. Và mọi người tắt đai vào cho em ạ. 330, mã là 339 này. 330, mã số là 339 này. Con vest sáng này đẹp quá này. 384 với chị Kiều Thu Hiền. Chị Kiều Thu Hiền chuyển khoản tiền áo rồi chốt tiếp. Xanh nhỏ thôi mọi người nhá. Chùm mông ạ. Em này các chị có cân nặng 45-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này. Mức giá em này là 330. Mã số em này là 590. 339 với chị Hà Ním. Mã là 590 nhá. Em dạ ngắn nhất mọi người nhá. Đây này các chị ML nhé mọi nhá. 50-60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã là 553. 330.000, mã số là 553 cho em 590. Của em vest tiếp này. Vest này rộng nhá. Vest này rộng cho em này, chị nào thích mặc oversize lấy con này này. 553. Thường như cái này chỉ đánh size nhỏ thôi, nhưng con này oversize nhá. Nếu mà các chị trên 60 cân này mặc đẹp này. Trên 60 cân nhá. Em này 330, mã là 155. 553, mã 155. 553 chị Phú Thị Xuân Duyên. Em này chị nào cân nặng tầm từ 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân này vét nhá. Em này giá của nó là 330, mã là 304. 330, mã số là 304 cho em. Tiếp theo ạ. Con này thì rất chơi chứ. Con này đẹp lắm. Con này là kéo khóa nhé mọi nhé. Mát chỉ đánh size S thôi mọi người nhé. Nhưng con này kiểu mặc dáng trẻ này. Dưới 25 tuổi là mặc đẹp. 155 chị Nguyễn Tâm. 25 tuổi quay đầu là mặc đẹp. Chị Nguyễn Tâm khách mới inbox đầy đủ số điện thoại. Mặc kiểu form rộng nhá. Cái này mát đánh size S thôi mọi người ạ. Cái này ạ. Chị nào mặc thích mặc oversize lấy nhá. Form rộng ạ. Cái này thông thường mọi người sẽ không kéo khóa mà mặc rộng hẳn luôn. Mức giá này là 330 nhá. Mã là 690. 690 cho em này. 330 là 690. Tiếp theo một em vest rất đẹp nhá. Em vest này còn có đai luôn. Hàng si nhá, hàng si ạ. Em bán hàng cũ ạ. Hàng đã qua sử dụng rồi nhá. Em này các chị dưới 52 cân này, 45-52 cân mà có đai nhá. Dưới 52 cân này, em này 330, mã số là 302. 330, mã là 302 nhá. Ôi, một con vest đen cực phẩm luôn. Em này ạ, em này 50-60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp, vest đen nhá, dưới 60 cân này. Em này 330, mã số là 521. 330, mã là 521 cho em. Jacket tiếp này mọi người. Jacket 304690. 304 chị Hương Nguyễn. 302. Chị Hương Nguyễn khách mới inbox địa chỉ cho bạn. Jacket nhé mọi nhá. Mác ở đây là size M cho em. Em tư vấn các chị có cân nặng tầm từ trên 60 cân. 60 cân trở lên là mặc con này đẹp nhá. Có 302. 302 chị Đài Trang Nguyễn. Cái này nam nữ đều ok. 60-65 cân, nam nữ đều ok. Mức giá em này là 330, nam nữ đều đẹp nhá. 330, mã số em này là 673. Chị gì chúc đi anh ạ. 330, mã số là 673. 690. 690 chị Trúc Phạm. Của em bomber nhất, con này có lắp vàng ở cổ đấy. Em này mà 330 thì 673. Gọi là lớn luôn. Chị Trúc Phạm phải mới inbox số điện thoại để. Em này các chị có cân nặng size M 48-55 cân ạ. Dưới 55 cân nhá mọi nhá. 330 thôi, mã số em này là 558 này. Quá đẹp luôn. 330, mã số là 558 đúng rồi. Toàn dạ lông kiều 673, chị Nguyễn Văn Trưởng. Toàn dạ lông kiều đấy ạ, 521. Ráng lỡ này các bà tranh thủ đi nhá. Ráng lỡ bình thường em rất ít khi làm luôn. 521 chị Phương ạ. Em này các chị size tầm từ 50-60 cân nhé. Dưới 60 cân này, 330.000 thôi, cố lên. Mã số là 392. 330, mã số là 392. 558. Con màu hồng này quá đẹp luôn. Hồng siêu đẹp. Hồng này các chị chỉ sai 558 chị Ngọc Diệp. Con này các chị 50-60 cân mặc đẹp nhá. 50-60 cân này. 330, mã là 575. 330, mã số là 575 cho em này. Vét này. Vét lỡ trùm mông nhá. Em này các chị sai M cho em à. 48-55 cân nhá. 392. Choáng luôn. Em này 330 nhá. Dưới 55 cân ạ. 330, mã số là 649 này.
575. Tiếp theo này. Quá đẹp luôn ấy. Xanh nhỏ thôi. 575 chị Lan Nguyên. Em này kít nhá mọi nhá. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 37 đến 41 cân. 35 đến 40 cân, dưới 40 cân các con nhé. Em này lấy mọi người 250, dưới 40 cân. 250, mã là 395, dưới 40 cân. Mã 395 của trẻ con. 250, mã số là 395 cho em nhé mọi người. Bét màu rêu này, đỉnh luôn. Bét màu rêu 649. S nhé mọi người ơi. 40, 48 cân, x, x ạ. 40, 48 cân, 45 cân nhé. Mức giá em này là 330, mã số em này là 537, x, x, dưới 48 cân. Đó là 537 nhé, 395. Con này có cashmere này các bà ơi. Đẹp dã man màu hồng nhá. Chất của nó áo hẳn luôn ạ. Các chị có cân nặng tầm 50-60 cân, mới lắm. Có cashmere là 2%, 2,1%. Em này các chị 50-60 cân, dưới 60 cân này. Em này 330.000 thì lấy đi. 395 chị Đinh Thảo. 330 nhá, mã số em này là 526. 537. 526 xem này. Tiếp theo em này xanh nhỏ thôi này. Con này là cổ đứng 537 cho chị Niên Trần Thị. Chị Niên Trần Thị khách mới. Em này các chị có cân nặng 40-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 330, mã số 200. 330.000 mã số 200. 526. Tiếp theo một em vét là kẻ to nhé. Em này nam. Ôi dồi ôi, quá đẹp luôn. Nào, chồng chàng trai thì nào có cân nặng tầm từ 72-76 cân, dưới 76 cân nhá. 330, nam, mã số là 693. Hoàng Phương cho chắc đi nhá. Nam nhá mọi nhá. Bét đẹp, tuyệt vời. Bét kẻ này. Em này nam đúng rồi, cái không con này của nữ á. Em này 60-65 cân của nữ nhá, dưới 65 cân này, chất đẹp đó. 330, mã số là 193. 693, 330, mã số là 193. Vài con nó hơi nhỏ một chút, em cũng gặp phép này, đẹp chưa? Trùng mông nhé. Những cái tán trùng mông này để đồng giá hết cho các bà này. 693 chị Hoa Nguyễn không giấu. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân ạ, dưới 55 cân nhé. 330, mã số em này là 186. 193 186. Xuất sắc luôn. Thì em này em nói thật với mọi người luôn, em bán 330.000. Mọi người cố gắng chốt rất là chắc đưa em nhé. Những con thí sinh như này còn là hàng chất lượng nữa chứ. Tất cả hình như hôm nay là bán như giá tặng cho mọi người hết. Em này 48-55 cân nhá. Dưới 55 cân này. 330, mã số là 654. 193 chị Dương Hương. 654 nhá. 186. Mang hết tài sản của nhà tôi ra cho các bà rồi đấy, đừng có mang hàng của tôi nha. Chị Dương Hương hay mới bóc luôn địa chỉ. 186. Con này vết này không có đai đâu, cái đai này chỉ có khác nha. 186 chị Quế Vi Thị. Vết này màu đẹp quá này. Chị nào có cân nặng tầm 50-60 cân. Màu đẹp chưa? 654 chị Châu Hải. 50-60 cân nhá. Mức giá này là 330, mã là 338. 338. 338. Quá đẹp luôn. Em này ạ, mác đánh size S thôi. Em tư vấn các chị có cân nặng size tầm từ 55-60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. 330, mã số là 325. 338 chị Việt Trang. Chưa? Cá một cúc này đã rất là đẹp rồi. Em này các chị size 47, 47 đến 53 cân. Dưới 53 cân nhé, 330, mã là 371. 371. Sao lại có một con lông dài cá màu đỏ đây nhỉ? Lông dài cá màu đỏ này mọi người ơi. Size nhỏ thôi ạ. 335 đúng không? 325. 371. Size S ạ. Quyết hợp. Em này các chị có cân nặng 40 cho đến 50 cân, size S nhé. Lông dài cá này. Mức giá này là 330 nhé. Tay và cổ đều phối lông dài cá. 330, mã là 512. 330, mã là 512. 371 cho chị Vũ Thị Ánh. Siêu đẹp nhé. Dáng này là dáng chữ A. Em lại tả cho con này chỉ S thôi mọi người nhé. Nó sẽ đóng cúc ở đây. Dưới nó như váy á. Và có cái khăn đằng trước này. Các em mọi người có thể cuốn hoặc mọi người để gài ghim. 512. Rất là xinh luôn. 40 trên 48 cân rồi, dưới 48 cân nhé, dáng xinh nhất. Mức giá của em này là 330, mã số là 560. 512.
Còn mai chị lại thử nguyên. Con này là hai hàng cúc này. Con này nó đang là dáng, em thấy là nó là dáng kinh điển. Bao nhiêu năm vẫn đẹp. 56 đẹp chưa? Em này các chị 60 cho đến 66 cân, dưới 66 cân nhá, dưới 66 cân này. 330, mã số em này là 324 là hàng Hermes xịn ạ. 324 cho em này. Năm sáu không chị Irando 324. Chị nào cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân ạ, à? Dưới 63 cân nhá. Mức giá này là 330, mã là 611. 330 mã số là 611. Kẻ nhá mọi ơi. Biết kẻ, Con này size to đấy. Em này ạ, à, em này 324 và 611. Mặc dáng kiểu phi size nhá. Bởi vì đi dị dạng mùi. Phong này nó chỉ đánh size M 611. Thôi. Nhưng mà con này ạ, à, em tư vấn mọi người là phi size nhất trên 60 cân. Chỉ có dạng một lớp. Trên 60 cân nhá, mức giá là 330, mã là 611 chị Lê Phương Hoàng. 26. Mẹ có mũ này. Mẹ chỉ có dạng một lớp thôi. Hôm trước có chị nào nhỉ bảo là chị săn muốn săn một con áo ngắn có mũ à, size nhỏ này. 371. Không. Rồi 26. Em này các chị size tầm 48 đến 55 cân, đẹp chưa? Dưới 55 cân cho em nhá, có mũ size nhỏ này. 330, mã là 674. Có mũ này. 330 và 674 cho em này. 206 và 674. Kẻ nhá mọi nhá. Kẻ ạ. Em này ạ, chị nào cân nặng size tầm 53 đến 57 cân ạ, dưới 57 cân thôi nhá. Bởi vì con phải 5 cúc này. 53 đến 57 cân. Size L nhỏ. Em này mức giá là 330, nó là 173. 674. 173 cho em. 64 chị Thiền Linh. Ôi lông lạc đà ấy, mọi người, có 16% của Alaska đây này mọi người này. Lông lạc đà nó sẽ 1, dài hơn bình thường tí xíu. Con này xinh quá đi. Em Thu Loan ạ. Con này chắc không đáng cúc. Chị Thu Loan ạ, chuyển khoản ở cho Tiêu ạ. Em này ạ, chị nào có cân nặng trên 60 cân ạ. Chị Thu Loan ạ, chuyển khoản ở mức giá em này là 330, mã là 596 đây. 596 cho em. 596. Giá đẹp chưa này. Các chị size nhỏ đây, S và M nhỏ nhá. 47 đến 53 cân ạ. Dưới 53 cân nhá, 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 330 thôi, mã là 511. 330 mã 511. Dần người thay thế những cái áo hai lớp bằng cái áo dạng ngắn một lớp này rất đẹp. 173. Đây sớm bây giờ có 596 với lại 511. Em này ạ, chị nào có cân nặng size tầm từ 57 đến 65 cân nhá. 330 mã là 661 này. 330 mã số là 661 cho em này. Quá đẹp luôn này. Crop top ạ. Có lắc sẵn nhé. Xinh quá này. 596. Em này các chị 60 65 cân. Dưới 65 cân nhá. Linh tuệ. 330 mã là 605. Làm sao? Các cháu bây giờ về xem. Em thấy mạng bị này. 596 chị Thơm Nguyễn. 661. Bé kẻ. Bé kẻ đây. Toàn là hàng khâu tay. Đúng rồi, cầm nữa. Em này các chị 57 đến 63 cân, dưới 63 cân nhá. 330, mã là 163. 303. 605. 606. Đúng rồi, xem đúng. Không. 1, 6, 3. Rồi 4G xem được. Các chị vào bây giờ các chị vào bò dùng 4G xem được các chị nhá. Dùng 4G là xem bình thường anh ạ. Anh ơi, người ta giật người ta không nghe thấy đâu. 605 cho chị Hoàng Yến. Giật người ta không nghe thấy đâu, anh phải nhắn tin vào đấy.
Em này ML 163. 163 chị Kim Anh Võ. 50 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ, 330, mã là 366 này. Trên mạng bị giật khi sử dụng 4G để xem livestream. Biết tên đấy. Giật không nghe thấy gì đâu. Em này các chị 50 60 cân nhá. Đẹp chưa? 50 60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. 330, mã là 622. 330 mã 622 nha. 4G hết á mọi người ơi. 366. Cái nhỏ này, trùm mông nhá. Em này XS à, 40 48 cân. Ghim luôn. 366 chị đây chị Nguyễn. 40 48 cân nhá, dưới 48 cân này. 330, mã số là 399. Mã yếu yếu cho bớt đi cho các chị. 622 chị Xuân Liên. Có thời gian săn. Con này là bánh bèo nhá mọi người nha. Mác nó chỉ đánh size S thôi đây này. Em này ạ, phi size nhá. SML được sinh. 399 cho chị Lê Thị Hà. SML được sinh nhá, 330, mã là 508. Cơ hội cho các chị á. Kẻ nhá mọi nhá. Kẻ này các chị có cân nặng tầm 60, 65 cân. Dưới 65 cân nhá, 65 cân quay vào mặt đẹp này. 330, mã là 574. 330 là 574 chứ. Vét đen này. 58 có. Vét đen ạ. À. Em này các chị size M. 58 chị Phan Hoa. 48 đến 55 cân ạ, à, dưới 55 cân nhá. 330 mã là khách mới inbox dưới 55 cân. 330 mã là 135. 574. Xinh chưa? 574 chị Nguyễn Quế Chi. Em này các bà xem ML nhá. 135 M thôi. 48 đến 55 cân ạ, à, dưới 55 cân nhá. 330, mã là 640. 330 mã số là 140. 135. Ủa con này đẹp quá này, XS à. 40 45 cân là mặc con này đẹp nhá. Có lông và ở tay có phối này, 40 45 cân. 40 45 cân nhá, dưới 45 cân này. 135 chị La Điểm. 45 cân quay đầu mặc đẹp nhá, phối lông này. Em này 330 nhá, mã số là 336, dưới 45 cân. Mã số là 336 trên này. Màu hồng nhá mọi người. 640. 640 chị Huyền Phạm. Vét màu hồng nhá mọi người, vét dạng một lớp lông kiều không tay. 336. Em này các chị size tầm dừa 53 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân này. 330 mã là 601 à 603. 330 603. 336 chị Huế Long. Đỉnh cao của đẹp đây này các bạn ơi. 603. Các chị ở miền Trung và miền Nam là vui lòng chuyển khoản để em đi đơn nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 47 đến 53 cân. Các chị ở miền Trung và miền Nam là vui chuyển khoản để em đi đơn ạ. Dưới 53 cân nhá. Em này mức giá 303 chị Bé Thủy. 303 mã là 353. 303 mã là 353 cân nhá. 353. Đẹp lên này. Em này ạ, à, chị làm size tầm từ 50 đến 55 cân size M nhá. Dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 330, mã số em này là 341. 341 353. 341. Con này đẹp quá, kẻ nhá. Vét rất là đẹp luôn. Blazer. Em hồng. Em này ạ, à, chị nào cân nặng size tầm 47 đến 55 cân. Dưới 55 cân ạ, à, 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã số em này là 322. 341 giúp chị. Thúy Trần Minh. Thúy Trần Minh khách mới inbox luôn số điện thoại địa chỉ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 60 cân ạ. 50 đến 60 cân. 353 chị Phương Nguyên. 330, mã số em này là 552. 330 mã là 552. Dáng trùm mông nhá, vừa phải rất đẹp luôn. Em này các chị có cân nặng tầm từ 45 đến 52 cân. Chị Hiếu Minh Yên. Dưới 52 cân nhá. 303, mã là 283. 552. 303, mã 283 đi. 552 cho chị Phạm Thị Thanh Dung. Em hỏi thật, có chị nào 70 cân đây? Có một con 70 cân này. Con này đỏ đẹp chưa? 283. Con dài đấy chứ. Trời ơi, 330 nghìn nó theo này mọi người. Quá đẹp luôn, hàng thiết kế đấy. Em này các chị có cân nặng 48-55 cân. Cho chị lên vớt hết luôn này, dưới 55 cân này. 330, mã số là 562 ở bên con này bình thường còn 600. 562 cho em này. 562.
Hôm nay để cho mọi người đồng giá gọi là cực tốt. Năm gì? 562. Con này nhá mọi người nhìn chỉ là một màu thôi nhìn là sẽ ăn. Mới xuống mà. Em này là 47 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 330, má là 292. 562 chị Vũ thì anh, chị Vũ thì anh chuyển khoản tiền áo rồi chốt tiếp. Màu hồng nhá mọi người nhá. Kẻ hồng. Em này ạ, à, chị nào size M tiếp này, 47 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này, 330, mã số là 177. Bao nhiêu? 192. Có một em blazer nhá, con này là hàng một 292, lớp lông cừu. Kim Anh Võ. Nhưng con này không phải khâu tay nhá. Con này một lớp lông cừu nhưng không phải khâu tay đâu ạ. Em này các chị 50 60 cân, em lấy mọi người 200 thôi, không phải khâu tay. 177 cho chị. 200, mã là 609. Lục Phượng. 200 nghìn mã số là 609 nha em này. Con này mới đẹp. Những cái chất như này mọi người lấy đi này, mát đánh size S thôi. Tiếp. 609. Cái này nó sẽ có tay ở đây nhá. Nó có khuy đóng vào đây này. Hai tay nó thế. Em này nhá, xinh cực, đó là hàng xịn đấy. Em này chất đẹp cực. Chị nào cân nặng size tầm 48 đến 55 cân nhá. 330, mã là 326. 609. 330 là 326 cho em này. 330, vest crop top này. Vest dạ một lớp crop top nhé. Con này mặc với chân váy xòe này. Em này các chị có cân nặng 50, 55 cân, dưới 55 cân ạ. 330, mã là 397. 330, mã số là 397 đây. 326. 326 cho chị Huy Thanh Nguyên. Chị Huy Thanh Nguyên hay mới inbox luôn điện. Em này các chị 48 đến 55 cân, size M nhé, dưới 55 cân ạ. 330, mã là 372. 397 size M, mã 372 đấy. 397 chị Mai Ly Cam. Chị Mai Ly Cam chuyển khoản tiền áo rồi chốt tiếp. Vest đỏ này. Vest đỏ này các chị có cân nặng tầm 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ, 330, mã là 167. 372 chị Nguyễn Thủy. 167 nha. Con vest này đẹp quá. Em này ạ, à, các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 65 cân nhá. Hàng handmade xịn lắm. 55 đến 65 cân nhá. 330, mã số là 588. 588. Tiếp tục ạ. À. Hàng handmade này, bộ sưu tập của bọn nó đấy. Có bao nhiêu em ơi? 167. 588. Mark đánh xe nhỏ thôi nhá bạn nhá. Mark đánh S ạ. 588 chị Phạm Thị Thanh Dung. Em tư vấn các chị có cân nặng 53, 57 cân nhá. Dưới 57 cân này. Mức giá của em này là 330 nhá. Mã là 527. 527. Bé kẻ mọi người ơi. Bé kẻ này. Em này hơi nhám nhẹ nhá nhưng mà vẫn thích ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. 330, mã số là 360. 167 kìa anh. Có. Mọi người dài này, mọi người ơi. 167 chị Nguyễn Hải. Mọi người ơi, Nguyễn Hải khách mới inbox luôn. Đây ạ, chị 527. Đẹp chưa? 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân. Nguyễn Hải khách mới inbox luôn địa chỉ rồi chốt tiếp. Dưới 60 cân nhá. 330, mã là 576 này. Mọi người ơi, cái này nó là dòng một lớp lông cừu và nó là một lớp thôi. Nên nhiều con nó sẽ nhám nhẹ, mọi người sẽ mặc trong trong cái nhung nhiệt là ok nhá mọi người. 360. Nó sẽ không ấy đâu. Là 576 này. Nhiều chị bảo ô sao mặc lên không ai mặc trực tiếp vào da đâu. 360 chị Lê Thị Thanh Huyền. Em này các chị 50 57 cân nhá, dưới 57 cân ạ. Chất lông cừu nó vậy ạ, dưới 57 cân ạ. Mức giá của em này là 330, mã số em này là 623. 576. 576 cho chị. Các một đen. Ô Mã Nhi. Bé này nam nhá mọi người ơi. Chồng chị nào có cân nặng 65 đến 70 cân, con này đẹp lắm. Bé nam 623. 65 đến 70 cân nhá, dưới 70 cân này. Mức giá này là 330, mã là 351. 330, mã số là 351. Bao nhiêu? S này, vest đen size S này. 623. Đỏ. 623. Em này các chị có cân nặng 45 đến 50 cân nhé, con vest đen này đỉnh luôn. 623. 45 đến 50 cân nhé. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 330, mã là 952. 63 chị Hà Nguyễn. 952 nha. 351. Con vest đen này đúng là đỉnh luôn. Con này có đai rơi luôn nhé mọi người. 351 chị Nguyễn Văn Trưởng. Em này 50 cho đến 57 cân. Chuyển khoản rồi chốt tiếp.
dưới 57 cân nhá, dép đen dưới 57 cân ạ, 303, mã là 662. Cái này còn mạc luôn này, đối lắm. 952 chị Bạch Dương. Em này ạ, chị nào chị nào có cân nặng tầm từ 65 đến 70 cân nhá, dưới 70 cân này. Mức giá này là 303, mã là 166 ạ, dưới 70 cân nhá. 6 gì? 662. 303 mã 166. Buồn bài đấy chưa? Những con lỡ lỡ này tôi bán được trong cái số này này tôi buồn quá. Em này các chị có cân nặng tầm 662 từ 47 51 cân. Bình cân gì? 51 cân quay đầu mà về nhá. 166. Dưới 51 cân này. Mức giá này là 303, mã là 375. Hàng một lớp lông cừu đấy ạ. Chị nào mà biết là mọi người sẽ rất là thích 166. Sang được chị em áo vest rất là đẹp với mức giá 166 chị Nguyễn Hiền. Em này ạ, chị nào cân nặng tầm từ 45 đến 50, 52 cân, dưới 52 cân nhé. 303, mã là 697. 375. 375. Màu vàng nhé. Em này size S này. Con này toàn bộ trên áo nó sẽ có đính những cái 375, 697. 40, 48 cân nhé. Dưới 48 cân thôi, dưới 48 cân nhé. 303, mã số là 653. 375 chị Hoàng Hương. 697. Tay lỡ đấy mọi người. Size này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. 303, mã là 520. 697 chị Cao Phương Thùy. 653. Chị Cao Phương Thùy chuyển khoản cho tiếp chị ơi. 653. Biết kẻ nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng 55 cân đến 65 cân nhé. Chất kẻ của nó như vậy. 55 đến 65 cân nhé. Dưới 65 cân ạ. 303, mã số là 648 này. Ôi năm nay nó ra giá động rất là đẹp nhé mọi người. 520 chị Nguyễn Mai Hương. À, em này rất là đẹp luôn. Nó có vạt đằng sau nhé. Con này là hàng giả. Một lớp lông cừu nhưng mà nó là hàng thường, không phải khâu tay. Thế nên là em để 250 này. Có đai. 653 chị Mai Hương. Em này chỉ size M thôi, mọi người tắt đai và xinh ạ. Size M thôi. Hàng một lớp lông cừu nhưng không khâu tay. Em này mức giá của nó là 250, mã là 259. 648 chị Hạnh Hoàng. Chị Hạnh Hoàng xếp mới chuyển khoản rồi chút tiếp. Hạnh Hoàng. Biết kem này, 259. Chùm mông nhá. Ép thôi mọi người ơi, 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 303, mã là 378. 303, mã 378. 259 chưa chị? Bùi Phượng. Chị Bùi Phượng, chuyển khoản, rồi cho tiếp. Biết hồng. 378. Cái này chỉ đánh size S hoặc M thôi. Cái này nó đánh size M này. Bởi vì năm nay nó ra form rộng nhiều ấy. À, Việt Nam mình các chị có cân nặng tầm 60 cân đến 70 cân nhá. Dưới 70 cân nhá. 378. Mức giá của em này là 330 nhá. Mã là 311. 78 chị Hạt Mít. 311. Hãy để đổ đi. 311. Em này các chị size S và M 47 đến 53 cân. Dưới 53 cân nhá. 330, mã là 518. 303, mã là 518. 311. Chốt chị Thu Hằng. Chị Thu Hằng khách mới chuyển khoản, rồi chốt tiếp. Chị Hoàng. 518. Em này 48 đến 55 cân ạ, à, dưới 55 cân nhé. 303, mã là 546. Mã 546. 518 chị Thủy Vũ. Vét này phối tay 546. Tay kẻ, mắt này xinh nhỏ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá, tay phối kẻ này. 303, mã là 675. 303, mã số là 675. 546. Còn 546 đúng không? Vâng. 56 chứ chị. Lục Phượng. Viền cổ của nó ấy. 675. Đây này, đây. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 53 cân. Có đai. 47 đến 53 cân nhá. Dưới 53 cân này. Mức giá của em này là 330, mã là 615.
phép này mới đỉnh. Lá nào không? Đây, viền của nó đều làm có dính ngọc hết nhé. Nó dáng bét siêu siêu chất luôn. Cái này em sẽ thẩm. Sáu một năm nữa. 615 cho chị. Thủy Vũ. Con này của tôi. Để em mặc cho. Tiếp theo mọi người ơi. Bé kem này, siêu đẹp luôn nhá. Em mã rồi ạ. Bé kem này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50 đến 60 cân nhá. 50 đến 60 cân này, mức giá 330, mã là 365. 335 mã số là 365 cho em này. Vét kẻ này. 365. Vét kẻ nha. Toàn những dáng hot rồi. Vét kẻ này ạ. À, mát thì đánh chất thì em. Ôi chị Bùi Duyên ạ. À. Hàng thiết kế này, mát đánh xanh nhỏ nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân. Dưới 60 cân nhá. 330. Mã số này là 165 kẻ đấy. 165 cho em này. Kẻ tiếp này. Kẻ này chỉ đánh S thôi. 365 chị Nguyễn. Lớp lọc. Em này mát đánh ghét nhá. Em thường cái chị size ML ok luôn ạ. Em này 50 60 cân nhá, thoải mái mặc đẹp lắm. 50 60 cân ạ. 330, mã số là 586 165. 65 chị Quyền Trang. Em này nó là hàng xịn sò của em này. Có lắc vàng ở cổ nhá. 586. Đẹp chưa? Có lắc vàng ở cổ luôn ạ. Em này à, mát có khi chỉ đánh xe S thôi. Xong nhận là 500k hả chị? Em này là phi size nhá, oversize cho em này. Oversize nhá, trên 50 cân ạ. Trên 50 cân nhá, mức giá em này là 330. Trên 50 cân nhá. 330, mã là 503. Mát đánh là FS. 536 đi. Lê. Chất đẹp cực kỳ luôn này. Chất này kiểu cashmere luôn các bạn. Mọi người có thấy ống hơn bình thường không? Con này này. Em này các chị 55 đến 62 cân nhá. Như có các cashmere luôn. Dưới 62 cân này, ống hơn bình thường luôn. 330, mã là 549. Mọi người sờ vào những cái chất này. 53 là hết ạ. 549 cho em này. N 549. Tiếp theo, bếp kem này. Con này có đai nhá mọi nhá. Size M thôi. Em này 50, 55 cân, dưới 55 cân này. 330, mã là 111. 539 chị Hà Bình. Bomber này. Cho 48 cân nhá. Hà Bình chuyển khoản tiền áo rồi chút tiếp đi ạ. 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 48 cân này. Mức giá này là 330, mã là 656 này. 330 mã 656. Này, được bao nhiêu cà lò? Thế tối ăn khỏe. Em này các chị, ủa kẻ đẹp chưa? Chụp mông nhá, kẻ ô đấy ạ. Em này 57-65 cân ạ, dưới 65 cân nhá. 1-1-1-6-3 cho chị Lê Ý Nhi. 33, mã là 556 đấy. 56 56 chị Long Lanh. 33, mã 556 cho em. Con này quá đẹp luôn. Đâu ơi, những con này tôi thẻ các bạn 330.000 các bạn phải lấy quất ngay vào luôn. Còn đây á, 556. Em này ạ, chị nào có cân nặng xe S thôi, 40-48 cân. Dưới 48 cân. 111 đấy. À em này nó như này mọi người này, nó có lồng qua đây này. Lòng đai không có Việt Nam đâu chị ơi. Thỉnh thoảng có nhá, ít, rất ít thôi. Nếu mà chị săn được thì chị ạ. 40-48 cân nhá, 330, mã số là 594. Mã số là 594. 594 cho em này. 594. Ít lắm, nên là sợ mọi người không săn được, mọi người đợi lâu rồi. Em này ạ, 50-55 cân size M. Dưới 55 cân này, 330, mã là 583. Quá đẹp. 594 chị đi gửi ở Hồng Nhan Nguyễn. Ôi, 10 điểm. Có đai nhá, đai tay và đai eo đầy đủ. Em này các chị 50 cho đến 583. 50 57 cân này, có đai nhá, đầy đủ đai tay và các thứ luôn. 50 57 cân này, cực đẹp luôn. Đây là em chưa có buộc hết mà thôi. Mức giá em này là 330, mã là 565. 583 chị Đặng Thúy Quỳnh. 565. 565. Cái kẻ này. Ôi mẹ ơi, toàn con đẹp thôi. Em này ạ, à, các chị 50-60 cân tiếp này. Dưới 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã là 342. 330 và 342, bé hồng này. Bé hồng.
565 chị Vi Anh Thu. Em này 50 đến 57 cân ạ, dưới 57 cân nhá. 330, mã là 381. Đợi em chút nhá. 342. Nhắc màu be siêu đẹp luôn. Xem nhỏ ấy. S thôi. Em này các chị 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã là 984. Chị Phạm Thị Thanh Dung chuyển khoản tiền áo rồi cho tiếp ạ. Cho được 3 áo rồi. Biết xanh lá cây không? Biết xanh lá cây nhá mọi người. Quá đẹp luôn, chất đẹp lắm. Em này các chị size từ 50-60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã là 696. Hồng Minh Phạm. 330, mã 696. Hồng Minh Phạm thanh mới. Inbox luôn. Địa chỉ 94. Em giới thiệu với mọi người một con siêu phẩm. Em này là Marc Jacobs ạ. Top 10 hàng đắt nhất thế giới đây này. Marc Jacobs nha. Cái số 2. Vâng. Con này có độn vai nhá. 984 chị Nguyễn Phúc Khôi. Phong cực đẹp luôn ạ. Em này các chị có cân nặng 47 đến 50 cân. 50 cân quay 696. Đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này. Mức giá em này là 330, mã số là 570. Nói chung là xịn từng chi tiết rồi. 570 nghe em này. Tiếp theo này, một em vest đen nhé mọi người nhé. Tay của nó có một cúc ở đây này. Vest đen này các chị size M. Em này 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhé. 330, mã số là 682. 570, mã số 82 này. Một em handmade jacket rất là đẹp luôn. Jacket nhé mọi người nhé. 570 chị Nguyễn Gấm. Em này nữ cho em ạ, mặc càng rộng càng xinh luôn. 60 cân trở lên. Trên 60 cân nhá, mức giá này là 330. Mã số này là 389 ạ. 680. Bé kẻ này xinh quá, bé kẻ này. Rất đẹp luôn, 680 bé đây. Bé kẻ này các chị có cân nặng dưới 52 cân ạ, 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá, chất hơi nhám nhẹ này. 330, mã số em này là 681. 682 389. Chưa. Em này ạ, à, chị nào có cân nặng size nhỏ thôi. 47 đến 52 cân, dưới 52 cân ạ. 330, mã là 376. 389 chị Hồng Nguyễn. 681. Mấy con vest đen này em thề luôn, em phải để 3-4 con rồi. Rất là đẹp luôn. Vest đen này nhìn sang lắm. 681. Em mọi người mùa kia mùa sau mọi người chỉ cần một cái sơ mi cổ Đức liên đô không giống. Mỗi một cái này thôi, sơ mi cổ Đức với một cái gilet và một cái này. 376. Em này các chị 50 60 cân nhá. 330, mã là 668 này. 376 chị Lam Tường. 668. Em này ạ, à, các chị có cân nặng 60 65 cân nhá. Vest của các chị ạ, 60 65 cân nhá. 330, mã là 671. 668. 368. Đẹp quá. 668 chị Nguyễn Quỳnh Trang. Em này ạ, à, chị nào có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. 330, mã là 388. 671. 330, mã số là 388 thôi. Màu đỏ nhá. Đỏ này size nhỏ thôi mọi người ơi. Em này các chị có cân nặng 45 đến 50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc xinh ạ, à, dưới 50 cân thôi. Mức giá này là 330, mã là 636 này. 636 này. 671388. 671 chị Lê Hạnh. 388. Em này ạ. À. Em này có đai đi kèm nhé. 388 chị Linh Anh. Có đai với chị nhá. Em này 55 đến 60 cân nhá, có đai này. 330, mã là 531. Sửa mã 531 một đai. 636. 636 chút chị. Cậu vui đấy. Hôm nay sao nóng ấy nhỉ? Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. 330, mã là 254. 531. Nóng này thôi nhưng mấy nữa nó lạnh ấy. Em này các chị size to nhá. Em này các chị 60, 65 cân này. Dưới 65 cân nhá. Mức giá này là 330, mã số này là 08. 331, 254. 254 chị Mai Quỳnh.
Mờ cho em này, 48 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 330, mã giờ 659. 250 chị Hoa Nguyễn. 48 đến 55 cân nhá mọi nhá. 48 đến 55 cân này, dưới 55 cân nhá. Dưới 52 cân này, 48 đến 52 cân ạ. 330, mã là 572, dưới 52 cân. Em này các chị size M là 47 đến 53 cân. 659 chị Lê. Dưới 53 cân này, 330, mã là 514. 330, mã là 514 cho em này. 572. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 47 đến 51 cân. Dưới 51 cân nhá. 330, mã là 683. 330, mã là 683 cho em này. 572. 514. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60 đến 70 cân ok đấy. Dưới 70 cân nhé. 70 cân quay đầu vào kèm này. 330, mã là 113. 514 cho chị. Kiều Thu Hiền. 683. Vết kẻ này mọi người không? Vết kẻ nhé các bạn nhé. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 57 cân ạ. Dưới 57 cân nhé. Nguyễn Thành Mai. 113. Dưới 57 cân ạ. Mức giá là 330, mã là 318. Không thể mà cầm lòng được với các bạn. 113 chị Thái Ninh. Con này mọi người nhớ nhìn quả tay của nó này. Nhìn form của nó là form 2Q đóng chéo. 318. 318 hay đúng. Nhìn thoải ra lắm mọi người. Em này các chị có cân nặng tầm từ 63, 67 cân. Bằng cân em nhé. Các chị không lấy là em lấy này. 63, 67 cân nhé. Mức giá là 330, mã là 331. 63, 67 cân ạ. 330, mã là 331 cho em. 331. Đây này, đây là một em dạ một lớp nhé. Thằng lông kiều nhưng mà không khâu tay. Em lấy mọi người 250 nhé. Em này 53, 60 cân ạ. Dưới 60 cân nhé. Hàng không khâu tay 250, mã là 119. 250. Mã số là 119 cho em. 31 chị Nguyễn Trinh. Nguyễn Trinh. Chị nào 60-65 cân nhá. Đẹp lắm an. 60-65 cân nhá. Bên trong của nó lót tay này. Mức giá này là 330. Mã số là 364. 364 cho em. Có lót các bạn nhá. Mã này size M. Màu xanh nhá. 48-55 cân nha em ạ. 48-55 cân ạ. Dưới 55 cân nhá. 330. Mã là 525. 364. Rẻ. Màu kem này, vét nhá. 364 chị Thu Hằng. 50 60 cân ạ, dưới 60 cân, 330, mã là 547. Chết. Chị Thu Hằng chuyển khoản cho đầu tiếp nhá, dừng cho Thu Hằng đấy. 525. Con này đẹp quá. Dừng Thu Hằng đấy. Không đỡ được. Rất đẹp, kinh khủng luôn. Em này 60, 65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã là 598. 547. Kẻ này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân nhất, size M. 50-55 cân ạ, dưới 55 cân ạ, 330, mã là 641. 330, mã 641. 525 chị Lê Nguyệt. 547. Chị nào cân nặng tầm từ 64 cho đến 68 cân. Dưới 68 cân nhé, 68 cân quay đầu một đẹp ạ, 330. Mã số là 387 ạ. Con này quá xinh đi. 598 à? 547 và 598. 598 thì rượu kin. Vét kẻ siêu đẹp luôn này. Em này các chị 55 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã là 686. 686. 641. 547. 547 chị Hà Vũ không giấu. Chị Hà Vũ khách mới bóc luôn. Em này có đai da đi kèm nhá. 641. Em ơi, tí nữa đắt cái đai da này vào. 641, 686. 641 chị Thành Nam An Bình. Cái này nó có đai da đi kèm nhé mọi người. 686 và 387. Em này nhìn nhanh thì chỉ các chị size nhỏ thôi nhá. Chưa thấy.
em này này, tai này chỉ dành cho các chị và cái này các chị phải 60-65 cân, 60-65 cân mới mặc vừa cái này, nó có bao gồm cả đai đi kèm đấy. Mức giá của em này là 330 nhá, mã số là 362, bởi vì cái này tay của nó không rộng ấy, thế nên các chị 60-65 cân là ok, cái này phù hợp với tất đai lắm mọi người ạ. Nó là đi kèm của nó luôn đấy. Tay của nó là form rộng nhá. 60-65 cân ạ. 387 hết mã. 362 này, 330 và 362 này. Tiếp theo mà em kéo quá nhá mọi người nhá. Em này ạ, các chị có cân nặng 60 362. 60-65 cân nhá, khoác rộng này, khỏe ạ. Cái này trẻ ạ, dưới 25 tuổi. 60-65 cân nhá, 330, mã là 328. 328 cho em này. Tiếp theo đến một em vest này đến nhá mọi người nhá. Vest này các chị có cân nặng size M nhá. 48 đến 55 cân ạ, 330, mã là 545. 545 cho em này, 330 mã là 545 vest đen này. 328 size S mọi người ơi. Hàng handmade nhá. 45 đến 50 cân ạ, size S ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330 mã là 148 này. S 545, 328 545, chị Thiều Linh. Màu tím này nhá, vừa vặn cho các chị size tầm từ 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân ạ, 330, mã là 344. 330, mã là 344. Tiếp tục ạ, vét màu nâu nhá. 148. Em này chị nào cân nặng tầm 55 đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá, 330, mã là 305. 148 thì Huế Long. 33 là 305 cho em này. Tiếp theo mà em có mũ đấy mọi người ơi. Rất nhiều chị hỏi 344. Em này các chị size tầm từ 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhé, có mũ này. 330, mã số là 633. 633. Con này còn một con nữa đây. 344, 305. Em này 47 đến 53 cân ạ, dưới 53 cân nhá. 330, mã là 226 này. Diệp cách mới móc luôn. 633. Bomber nhá, bomber ạ. Con này có thêu. 633. 633 chị. Mèo, mèo. Em này 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này. 330, mã số em này là 390. 390. 226. 26 chút chị. Hoa hồng gai. Màu hồng có mũ. Chị hoa hồng gai khách mới chuyển khoản rồi cho tiếp. Có mũ rất xinh luôn ạ. Em này các chị trên 50 cân ạ. 50 đến 60 cân nhá. Em này 330, mã là 694. 50 đến 60 cân, 330 mã là 694. 390. Con này đẹp nè. Chị hoa hồng gai chuyển khoản rồi cho tiếp ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ thủy. Đây nhá, con này nó sẽ có cái phần cúc ở đây để mọi người đánh. 694. Cái này, nó sẽ có cái phần này là phần này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. 330, mã số là 374. 694, 374. Em này ạ, chị nào cân nặng size tầm từ 57 đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá. 330, mã là 319. 394. Chỉ còn 694 và 374 thôi. Màu đen nhá, cổ đúng này. Cái này Nam. Nam có cân nặng 55-60 cân của Nam nhá. Dưới 60 cân của Nam cho em này. Em này mức giá 330, mã là 660 này. Dưới 60 cân của Nam. 330, 660 này. 319. 374. Con này nhá, kẻ nhá mọi nhá. Có đai tay đầy đủ nhá mọi nhá. 319. Chất nó hơi nhám nhỉ. 374 chị Maze Maze. 4752 cân. Dưới 52 cân nhá, dưới 52 cân ạ. 330, mã là 551. 319660. 319 cho chị. Nguyễn Thương. Hàng thiết kế đấy các chị ơi. Nguyễn Thương khách mới. Inbox. Chất siêu đẹp nhá. Con này có đai đi kèm. Có đai tay và đai eo đầy đủ luôn ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 52-56 cân. Đẹp cực luôn. 52-56 cân, chất đẹp luôn. Trần Hoàng. Dưới 56 cân nhá. Mức giá là 330, mã là 313. Đầy đủ đai tay. 330, mã là 351. Tiếp theo của em này xinh quá này. Có mũ nhá mọi người ơi.
chị có cân nặng sai tầm từ 50 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. 330 má là 257. 551. 551 cho chị Linh Anh. 313. Bánh đèo chưa? Em này ạ. Các chị sai tầm từ 50 đến 60 cân nhá, màu đen. 313 chị. Nguyễn Thành Mai. 50 đến 60 cân ạ. Nguyễn Thành Mai chỉ khoảng 330 má là 333. 257. Sai to này mọi người ơi. Em này ạ. Em này ạ. Chị nào cân nặng tầm từ 65 đến 70 cân nhá. Em này 330, má là 620. Còn má nào? Chính quá này. Đấy chưa? Em này S và M nhá. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 330, mã số là 329 này. 620 đúng không? 620 chị. 330, mã là 329 cho em ạ. Ghi lê nhá. Em này các chị có cân nặng sai tầm 50 trở 55 cân nhá. Em này 300 ạ, mã là 529 này, 300.000 mã 529 cho chị. 300 mã 519. Thanh Phạm. Con này khỏe này, cái này của Nam. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 62 cho đến 67 cân. Dưới 67 cân của Nam nhá. 330, mã số là 533, Nam. 330 mã 533. 519 chị Thương Nguyễn. Con này còn mạc không này mọi người ơi. Sợ nhỉ, hàng còn mạc luôn. 533. Xịn sò luôn nhỏ nhỉ. Mạc ở đấy là size S ạ, em tư vấn các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã là 669 này. 533. Đẹp chưa? Em thấy mạc. Em này ạ, 45 đến 52 cân ạ, dưới 52 cân. 353, chị Huyền Trang. Mã là 271. 303, mã là 271. 669. Con này nam hay sao này? Đánh là XL không? 669 chị Hạnh GP. Chị nào có cân nặng tầm từ 63 đến 67 cân ạ? Con này mặc 271. 63 đến 67 cân mọi người lấy đi. 63 đến 67 cân ạ. 330 các chị nhá. 330, mã là 256 đấy. 271. 271 chị Thùy Linh. Một em vét có lắc vào cổ luôn ạ. Em này các chị dưới 52 cân nhá. 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân này. 330, mã là 685. 330 mã 685 cho em. Màu đỏ ấy mọi người ơi. 256 chị Lê Bảo Trân. Em này ạ, chị nào cân nặng sai tầm từ 50 đến 57 cân. 685. Dưới 57 cân ạ. 330, mã là 164. 330 mã 164 cho em. 685. Chưa thấy. Đây này. 685 chị Lan Anh Nguyên. Em này các chị 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân này. 330, má là 658. 164. Ủa, con này còn mạc luôn này. Chào em này. Bao nhiêu đó? 164. Mấy cái gì nữa? 164 và 658. 164 của chị Đinh Phượng. Chị Đinh Phượng thanh mới inbox luôn số điện thoại, địa chỉ và phần tin nhắn. Nam chồng thì nào cân nặng tầm từ, ô con này của nữ không phải của nam đâu, của trai nhá. 658. Em này các chị 57 65 cân của nữ nhá, của trai này 57 65 cân nhá. 330, mã là 104. 658 chị Hạnh Hiền Đỗ. 330 mã 104 của nữ đấy ạ, của trai này, của nữ đấy, nam của trai. Màu đen thì có một cúc này, một quy này. Em này các chị 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 330, mã là 231. Chị Lan Anh cứ đọc inbox đi chị ơi. 104. Đẹp dã man. Em này các chị size 48 đến 55 cân size M nhá. Dưới 55 cân này. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã số là 236. 104 và 204 chị Thanh Hương. 231.
nhé, màu xanh pastel đẹp chưa? Em này 48 đến 55 cân, dưới 55 cân này. Mức giá này là 330, mã là 1446. 144 nha. Con này không không đỉnh, không lấy tiền luôn. 236. Phải không? 236 chị Nguyễn Diệp, chị Nguyễn Diệp khách mới chuyển khoản tiền áo rồi chốt tiếp. 47 đến 53 cân. Đẹp lắm. 47 53 cân nhá. 330, mã là 340. 330 mã là 340 nha. Vét đen nhé mọi nhá, các chị 60, 65 cân, cực đẹp luôn. 60, 65 cân nhá, 330, mã là 377. 330, mã là 377. Quá xanh nhỏ thôi. Bao không chị Tuyết Minh Nguyên. Ôi, lâu lắm mới thấy chị luôn đấy, em tưởng chị bị test rồi. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá, 330, mã là 367. 367 nhé. Trùm bông nhá. 377. Em này ạ, chị nào cân nặng sai tầm từ 47 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, 330, mã là 636 đây. 337 chị. Chu Thị Triều. Chu Thị Triều khách mới. 367. Inbox luôn. Địa chỉ. 367. Em này ạ, chị nào sai tầm từ 50 đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 330, mã là 506. 367 anh tung. Màu hồng rất đẹp luôn. 336. Phong trùm bông rất đẹp luôn. Em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 55 cân. 636 cho chị. Dưới 55 cân. 330, mã là 548. Hoàng Minh. Đứng ở đây có gió. 506. Quá đẹp luôn. Hãng này nhé mọi người có thể tra này. Giống như nó đắt giống như kiểu Montcello. 506 chị. Việt Kiển. Montcello. Em này ạ, chị nào cân nặng tầm từ 57-63 cân ạ, 330. Mua con này hời cực, 330, mã là 655. 548. Hôm nay có cashmere hay không cashmere thì em cũng không có đặt đâu. Thế bởi vì em để đồng giá cho mọi người, nếu chị nào về mà nhìn thấy có cashmere nhá, thì cứ âm dầm lặng lẽ vào mặt thôi. 548. Em này của Nhật này. Chị, con này size to nhá mọi người nhá. 5, 4, em này 5, chị 6, 5, 5. Chị nào có cân nặng sai tầm từ 63 67 cân. Dưới 67 cân nhá. 330, mã số là 24. Chị Linh Anh chuyển cho được 3 cái nên chuyển khoản rồi chốt tiếp. Chị Linh Anh chuyển khoản rồi chốt tiếp. Đây này, cashmere 20% đây này. Em sờ vào đấy, thấy có linh cảm. 5, 4, 5. Như này những con như thế này này, cashmere 20% là gì chưa? 20% là từ là đỉnh thoát luôn. Nếu là hôm nay có cashmere hay là Alaska là thôi em cũng không đọc nhá, bởi vì để đồng giá luôn. Chưa thấy. Còn bao nhiêu không? Ủa, đỉnh chóp 244 hết mã rồi. Còn 244 không? Em này các bà size M 24 chị Phạm Thị Nghĩa. Chị Phạm Thị Nghĩa khách mới chuyển khoản tiền áo rồi chốt tiếp. Em này ạ, các bà có cân nặng tầm không? Phải 53, 57 cân là đẹp nhất luôn. 53, 57 cân nhá. Mức giá của em này là 330, mã là 515 này. 330, mã là 515. Tiếp đi, tiếp đi. Em này các chị size nhỏ thôi này. Em này các chị 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá. 330, mã là 644. 330. Con này mới đẹp này. Các bà 40 45 cân hãy nghe em đi. Con này đẹp cực. Con mặc như váy. 515 cho chị. Vũ thì anh. 40 45 cân này. 644. Em mọi người nhìn chưa? Tay của nó xẻ luôn. 40 45 cân thôi nhá. Mức giá này là 330, mã là 85, siêu sang chảnh luôn. 644. 330 mã 85. Cổ của nó thối biển xanh nhé. Chu Phương Nam. Em này chị nào cân nặng sai tầm 50-55 cân này, 330 thôi, mã số là 396. 805. Nông kiểu 100% luôn. 303. 806 cho em. 805 cho chị Mai Anh. Hãy lấy con này đi các bà ơi. Có đai này. Xin vãi trưởng. Ui. Em này các chị size 50-55 cân là đẹp nhất. Có đai nhá, 50-55 cân này. 330, mã là 5564. Lấy luôn. 564. 396. Em này nhá, các chị có cân nặng size tầm 48-55 cân, dưới 55 cân này. 330, mã là 691. Chọn mã nào không? 564. Chọn mã nào không? Còn 396, 564 ạ. 564 chị.
Hạnh GP. À, không phải không phải. Không phải nha. 564 chị. Đúng ạ. À, đúng rồi. Này. Đúng rồi. Hạnh GP có. Nó cứ trôi này, không nhìn cái gì. Trôi cả. Nó cứ trôi. Đấy, chụp cái chốt này. Chị anh GP có, chị anh GP có lên mã đấy đúng không? 691. 64 chị anh GP đúng không? Bánh bèo nhá. 691. Mang một đánh thì xanh nhỏ thôi. Em này các chị em tư vấn là 48 đến 55 cân nhá. 330, mã số là 617. 691 cho chị Nguyễn Thanh Huyền. 617 này. Chị Nguyễn Thanh Huyền cho được 3 áo đi chuyển khoản rồi chốt tiếp. 617 này. Bé một lớp đẹp chưa? Em này các chị có cân nặng tầm dưới 52 cân thôi, 47 đến 52 cân nhá. 617. 330, mã là 358. Có mũ này mọi người ơi, có mũ hơi bị chiếm nhé. Còn mã nào nhỉ? Size S này. Từ tí ha. 617 và 358. Em này mắt đánh size S thôi, em tư vấn các chị phi sang. Ai có cần mặc được dưới 60 cân. Em này 330, mã là 335. 330, mã là 335. Em không thấy. Size M mọi người ơi, 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặt đẹp nhá. 330, mã là 523. 330, 523 đi. Con này bé rồi đấy. 335. Bé lắm. Em này ạ, chị nào cân nặng size tầm 45 đến 50 cân. Bảo Sơn LF. 523. Con này là dân chơi nè. 523. 523 chị. Sushi. Em này ạ, chị nào cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân nhá, dưới 63 cân này. 330, mã là 635. 335 635. Chị nào cân nặng 60 65 cân ạ, kẻ nhá, 60 65 cân này. 330, mã là 531. 635. Tết này, tết xanh nhá. Chị có ship tỉnh miền Bắc trước Tết cho chị nhá. Chị miền Bắc là trước Tết ạ. Em này dưới 52 cân. Có thể sau Tết ạ. 45 đến 52 cân nhá, dưới 52 cân này. 330, mã là 338. 531. 531. Chị nào cân nặng tầm từ 47 đến 53 cân, dưới 53 cân nhé. 330, mã là 555. 531, 348. Cho mày đi nào. XS là 40-48 cân. 531. 531 cho chị Phan Đức Hoàn. Chị Phan Đức Hoàn thay mới inbox luôn số điện thoại địa chỉ 40-48 cân này. 518 à 348 555. 48 cân quay đầu mặt đẹp nhá. 330, mã là 650. 348 chị Mai Phương Nguyễn. 555. Màu hồng siêu đẹp nhá mọi nhá. Chưa thấy đâu. Màu hồng nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 40 47 53 à 52 cân. 52 cân nhá. 330. Thủy Nguyễn không giấu. Mã số là 643. 633. Có ít dạ dài em bán luôn nhá. 650 thì sao? Thế là. Thì tí đây là được. Có thế thôi. 650 643. Có lẫn khoảng mấy chục em dạ dài. 650 cho chị. Em sẽ share cho mọi người luôn nhé. Quý Trần Minh. Đây này. Chị Thúy Trần Minh cách mới chuyển khoản rồi cho tiếp ạ. Không cần gì để mất người ngày hôm nay luôn nhá. Em này à, những con như này em sẽ để cho mọi người 450.000. Các chị phải chốt thật là chắc vào nhá, không không còn đâu. Để còn đúng một dãy này. Em này các chị có cân nặng size tầm 60 65 cân nhá. 450.000, mã số là 270. Dạ hắn thì còn ít. 450.000, mã số là 270 cho em. Mã nào không? 270. 328 chốt rồi. 348 chốt rồi. Bây giờ còn 643 270. Tiếp theo này. Chị Tú Tú chốt được thì mới chuyển khoản được chị ơi. 348. Có. 348 chốt rồi anh ơi, bây giờ còn 643 và 270. Okay. 348 chốt rồi. Bác này. Bác đen nhé mọi người nhé. Em này ạ, à, chị nào cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân các em nhé, dưới 60 cân này. 330, mã số em này là 543. Chị
Chị Ninh khách mới chuyển khoản ai bóc tin luôn đi chị ơi. Đẹp chưa, đẹp chưa. Con này có theo nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 60 cân ạ. 50 đến 60 cân nhá. 450, mã là 942. 450, mã 942 nha. Ui, trời, đẹp. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân này. Mức giá của em này là 450 nhá. Mã số em này là 249. 543 49 à 942. Bếp này. Bếp nam mọi người ơi. Nam ạ, à, chồng chị nào cân nặng 65 đến 70 cân ạ. À. 70 cân quay đầu mặc đẹp của nam nhá. Mức giá em này là 330, mã là 580. 330 mã là 542. 249. Đây đang lên dạ lửa chị ơi. Em này các chị 50 60 cân này. 249 nha ơi. 50 đến 60 cân nhá. 330, mã số là 595. 580. 330 mã 595. 580. Em này ạ. 50 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân ạ. 330, mã là 394. 595. Có cân nặng sai tầm từ 53 đến 57 cân nhá. 330, mã là 359. 595 cho chị Lê Hạnh. 335 là 394. Cổ tròn nhé, có một em. Em này ạ, à, các chị có cân nặng sai 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân cổ tròn nhá. Mức giá này là 330, mã số này là 692. 330 mã 692 cho 394 359. Cổ 359 cho chị Hoàng Xuân. Hết chưa? Đẹp chưa? Có đai nhé mọi người. Em này ạ, à, dáng choàng nhá. Các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. Dưới 60 cân nhá. 450, mã số là 341. 450, mã là 341. Chị ơi, chuẩn được mã nào thì lấy qua đấy đi chị ơi. Nào, không sao. 692 con đen này đỉnh chua rồi. 692 cho chị đẹp quá, 47 đến 50 cân ạ. À. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này. 450, mã số là 871. 450, mã là 871 đây này. 341. 341 cho chị Hạnh Chu. Con này các bà có cân nặng bằng cân em nhá, lấy đi. 60 65 cân không có đâu ạ. 60 65 cân ạ. 450, mã số là 516 đây. 450 mã 516. Ui, 871. Tám bảy một cho chị. Bình cao luôn. Dung, em này Kim Dung. 50 60 cân nhá. 450 mã là 194. 516. 450 mã 194. 450 mã 194 cho em này. Chất gì nhỉ? Chị lên cứ lên mai chị ơi. Chất gọi là sao nhỉ? 516. Chất 19. Dạ lông cừu một lớp và quá đẹp con này luôn. Em này các chị có cân nặng 60 đến 70 cân nhá. Dưới 70 cân siêu đẹp luôn ạ. Mức giá này của nó là 450, mã là 182. 516 cho chị. 182. Hoa caro. 194. Con dạ dài này các bạn đang ngồi với giá quá hời luôn. Dài gần như là đến qua bụng chân luôn nhé. Em này. 194 chị. Hiền Thu. 50 cho đến 57 cân ạ, dưới 57 cân ạ. Mức giá này là 330. Mà à sorry mọi người. Sorry mọi người nhá. Mức giá của em này là 450, mã số là 787. 787 cho em này. 182. 182. Em lại like mấy con dạ dài trong Huyền lên like dạ lỡ mọi người. 182787. Em này các chị 60 cân, 60 65 cân nhá, dưới 65 cân này. Em này mức giá là 450, mã là 959 à. 787 của chị Thiền Linh. 182. 1 tay ngày hôm nay á. Em này các chị có cân nặng size S và M dưới 55 cân nhá. 330, mã là 315. 959. 330 bạn 315 thêm này. Ủa em lông cứu xịn xò luôn này chú ơi. 959 chị Doanh Đặng. 315.
thôi, con này lấy các bà 330 nhé, cực kỳ đẹp luôn. Hàng handmade, hàng Seoul nhé mọi người nhé. Cái này nhìn giống Hàn Quốc cực kỳ luôn. Em này các bà 50, 60 cân hoặc đẹp nhé. Tay của nó chốt đây này. Mặc sang Hàn Quốc. Cho anh đăng ký luôn địa chỉ. 50, 60 cân nhé. 330, mã là 634. Lê Thị Huyền Ngọc. 330, mã số là 634 cho em. 634. Ôi. Xuất sắc luôn các bà ơi. Con này tôi lấy các bà 330 thì tôi rút để chiên đi xuống. 634. Xài này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân ạ. 330 mã số 500. 330 mã số 500 cho em nhé. Con màu xanh ngọc này quá đẹp. Chị nói đúng không? Chị đúng không? Đúng không? Ui giời. 634 cho chị. Anh Chu đã chuyển khoản tiền áo đâu chị ơi. Anh Chu chuyển khoản cho tiếp. Mọi người hiểu vì sao người đẹp vì lụa không? 634 chị Nam Khánh Lê. Đẹp lắm ha các bạn. Các chị cao chuẩn mét 6, 60, 65 cân nhá. 450 hàng handmade này. Mã số là 830. Nghĩ luôn. Không phải nghĩ thật. 500. 500 mà chị. Mèo. Mèo. Hương ơi. Chị meo meo chuyển khoản tiền áo trực tiếp chơi được 3 áo rồi. Ồ, những cái tay chuồng rất là xinh nhá mọi người nhá, kiểu tiểu thư lắm mọi người. 830. Cái này còn màu kiểu nâu cam không mọi người này. Em này tem mát, nó ghi là size S mọi người nhá. Nhưng em này theo em là S màu thì đều ok này. Tay này 45 tầm độ 55 cân này, dáng quá đẹp luôn. 330 mà số là 32. Cổ khối lâu kiểu 100 mét nhá mọi người nhá. Lại còn có lắc vàng cái này. Cái này dáng lửng cho em mát đấy, khỏi dáng ngắn đâu, dáng lửng đấy. 830 và 321. Gần như là dáng dài cho em các chị này. Này chị này, em này nha mọi người ơi. Em này nhá, thoải mái cho em từ 50 đến tầm độ 55 cân này. Mấy cái quả cổ lông cừu thì quá đỉnh rồi. 321 cho chị. La điểm. 50 55 cân này, bán lên này các chị với giá 330, mã số là 350. Mã số là 350 cho em nhá. Cái màu rất là xinh mọi người. Những cái màu này này nó đều rất là xinh cho em luôn mọi người. Nó có đai eo này. Nhưng em có đai thì em khuyên người là người nên lấy cho em nhá. Bởi vì khi mà buộc cái đai vào mọi người, nó khác hoàn toàn. Nhưng em để áo chụp cho em luôn. Đây. Thử mà hai cho mọi người xem nhá mọi người nhá. Em này này. Để áo chụp bình thường luôn mọi người. Nhưng mà khi thắt đai vào trời ơi nhức cái nách luôn các bác. 45 tầm độ 53 cân chưa? 45 tầm độ 52 53 cân thì đều ok này. Bán lên này 330.000 và số là 241. Bán không có đai. Mã 241 cho em luôn này. Màu xanh tím thẳm. Cái màu này thì ai mặc lên cũng đẹp giống như cái váy em mặc ấy mọi người. Trời ơi, ai cũng hỏi về cái màu nó quá sắc mọi người nhá. Cái màu quá đỉnh này. Tem mác đầy đủ này, xong là hoa rồi gọi đai cho mọi người luôn này. 50 57 cân mặc lên gọn người lắm. 50 57 cân màu xanh tím than cho em luôn. Bán em này 450 dáng dài nhá. 450 mã số là 958. Em này thích nhá, bình thường 600.000 đấy. Em bán chị luôn với giá là 450.000 thôi. Tức là mình rẻ ngay được 150 của em rồi. Ngày cậu gì mà không mua đúng không? Mua em màu đen size mò này. Hai bên nó còn có lót tay cơ mọi người ạ. Hai bên lót tay nhá. Nó lên dáng vest cho em. 241 cho chị băng tâm phương thơ. 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân mua em này nhá, rẻ ngay 150 của em luôn. Bán luôn em này 400.000 thôi. Để 200.000 luôn nhá. 400.000 à, 732. Mã số là 732 cho em luôn. Rồi còn 958 và 732. Em ơi công nhận là dạng một lớp mọi người nhá, nhưng em nào mà nó mặc cầm với mọi người nó cũng nhẹ ơi là nhẹ, mặc sẽ lên ấm ơi là ấm, đẹp dã man cho em nha chị nhá. Thì em này chị này, em này ở phần dưới eo này hơi kiểu chỉnh eo được. 50 60 cân đều vừa những em này. Màu vàng bơ này, 50 60 cân thì đều vừa những em này cho em luôn. Bán này các chị chỉ với giá là 330.000. Mã số là 667. Mã số là 667 đây này. Tay chuông này rồi. Đúng cái kiểu em thích cho em các bác nha. Đúng kiểu tay chuông cái dáng này em thích lắm ấy mọi người ơi. Mặc lên nó sang chảnh mọi người. Đây này. Không những dáng ngắn nhá, nó còn có đai cho em luôn ạ. 45 tầm độ 55 cân. Em này thua rồi luôn ạ. 45 tầm độ 55 cân này. Dáng tay chuông cho em luôn này. Da của nó dạng handmade. Chỉ 330.000 thôi. Mặc với em chân tay xong thì quá đẹp rồi các chị nhá. 330.000. Mã số là 300. 330.000. Chốt cho em mã số là 300 cho em luôn này. Lên dạ kẻ mọi người đi. Một em dáng ba zip đơn giản cực kỳ cho em luôn này. Nhưng em này nhá mọi người nhá, tem mác em này lông cừu lên đến là 100%, size chuẩn S dáng vest này. 45 tầm 50 cân kẻ nhẹ cho em nhá. 330 mã 528. 330 mã 528 cho em luôn. Ôi. Cái em này lông cừu dáng dài mọi người ạ. 300 chị Hoàng Xuân. Một em lông cừu dáng dài nhá mọi người nhá.
xem nào. Em này, ủa các chị ơi, có cả lông lông gì nhỉ? Lông đà đấy mọi người này. Lông cừu em này lên đến là 70%, còn lại lông lạc đà là 30%. Sao cái lông còn dài thế mọi người ạ? À? M và L nhỏ, 50 57 cân, lạc đà 30% cơ mọi người ơi. 50 khoảng tầm độ 60 cân mặc vừa em này. 330 mã số là 684. Quá xịn. Chị đang đang mã 684 này. Đang đang theo chuyển khoản thì đáo rồi, cứ tiếp ạ. Cái này đúng là lông cừu xịn nhá mọi người nhá. Lông cừu này nó đã được qua sơ chế rồi. Thế nó rất là mềm cho em các chị nhá. Lông cừu lên đến là 100 g rất là mềm, rất là nhẹ. Size M 50 tầm độ 55 cân màu rêu này. Em này 450 thôi, mã số là 909. Mã số là 909 cho em luôn này. Hồng đi. Em thấy hồng 99. Này rất là nhiều chị thích mặc, bởi vì sao? 684 cho chị Nguyễn Thị Anh Thoa. Giá hơi chữ A một chút nhẹ này, 45 tầm độ 5253 cân. Số điện thoại địa chỉ vào 45 tầm độ 5253 cân cho em nhẹ nhàng, đơn giản này. 330 mã 672. 330 mã số là 672 chị rõ không ạ? Nhìn xa thì nó sẽ giống muối tiêu nhá, nhưng mà khi nhìn gần thì nó sẽ là cái hoa đít kẻ chị này. Đây này, kẻ này. Đó. Nhìn xa thì là muối tiêu, nhưng gần là kẻ nha. 99 chị Hằng Nguyên Thu. Size S cho em này. Lông cừu em này lên đến là 100%. Dáng ghép luôn. 45,50 cân. 45,50 cân mặc vừa em này. 330 mã số là 102. 330 mã số là 672 chị bông xì. Bên trong này. Chị bông xì ngay mới inbox luôn. Số điện thoại địa chỉ vào phần tin nhắn. Đẹp xỉu cho em bác ơi. Em này nhá, SM nhưng yêu cầu là cao trên 1m6. 45 tầm độ 55 cân này, cao trên 1m6 cho em luôn. 450 thôi ạ, à, mã 915. Rẻ ngay 150 mọi em nha. Mã 915. Cái màu nó cũng mê ơi là mê các bác này. Ai mà dáng nhẹ nhàng lấy em này đi. 40-50 cân em ơi, nhẹ nhàng cho chị. Dáng lỡ nha. 40-50 cân này. Mặc lên mà trông sáng bừng ở mặt mọi người nhá. 330 mã 316. Mã số là 316 cho em luôn này. Màu đen đi. Em thấy rất là nhiều chị là chị Thiền Linh thích màu đen. Thế nhưng mà cái trên like mọi người ạ, màu đen nó rất là gọi là nhập 316. Nó không được nổi, thành ra là nhiều chị là nhìn nó không đẹp đấy mọi người, ra bên ngoài đẹp lắm nhá. 50 tầm độ 57 cân màu đen đấy ạ. 50-57 cân, bác nào mọi người phong bị to như em, bị vai to ấy mọi người, thì mình nên ưu tiên những em màu đen như vậy nhá mọi người nhá. Bán em này 330.000, mã 589. Mã số 586 cho chị Mai Thu Hương. Họa tiết kẻ tiếp cho em này. Họa tiết kẻ rất là nhẹ nhàng cho em luôn. Nó kẻ hết toàn áo cho em mọi người nhá. Dáng nhẹ nhàng xinh lắm này. Em này ạ, size S này, lông cừu lên đến là 90%, còn lại có 10% là lạc đà cho em các chị nhá, xị chưa? 45 tầm 150 cân, lạc đà 10%, 45-50 cân. 330 mã 516. Đấy xị rồi. 589. Một em này size S nhá, lông nó mềm lắm. 589 cho chị Phương Nguyễn không giấu. Xem nào. Em này nhá. Chị Phương Nguyễn đi bao luôn. Size chuẩn S cho em. Size chuẩn S này, họa tiết theo cả trước và cả sau. Lông cừu em này lên đến là 100% cho em. Bán nói rồi nhá. Tất cả những em giá các chị mua, các chị được rẻ ngay 150 mà em sau hôm qua luôn. Mình cứ nhanh tay mình lấy đi. 45 tầm độ 5253 cân. 45 tầm độ 5253 cân. 450 thôi, mã 948. Chất nó mềm, chị ơi là mềm. Mã 948 cho em màu đen này. Nhưng em này không đẹp thì đúng là chị. Thật sự em này không đẹp thì đúng là chị. Không biết lấy cái gì đâu mọi người ạ. Cái chất da của nó mềm, ôi là mềm. 40-50 cân này, lên form em ơi, một kiểu vừa khít mọi người luôn ấy. 40-50 cân nhá, hiếm những em đen là nhỏ như vậy lắm. 330 mã 676. 330 mã 676 cho em. Ôi, hồng này, đỏ hồng dưa hấu nhá. Chất nó mềm, ôi là mềm. Em này thì có lông lạc đà mọi người ạ, nó mềm lắm. 45-50 cân luôn này, ui vừa khít luôn. 45-50 cân, sao mà nhẹ nhàng, mặc em này tết thì ok quá luôn các chị nhá. Em này 330 mã số là 522, mặc tết thì quá ok. Mã 522 cho em này, ôi này. 676 chị Thảo Ba Tê. Mix cho em luôn này. Một em mix cho em nhá, màu đen cho em luôn này. Em này đi ạ, size S cho em luôn này. Lông cừu 522. Em này nhá, size S cho em luôn này. SM 45 tầm độ 55 cân đều ok. 45-55 cân này. Da ép lông cừu một lớp khâu tay nhá. 330 mã 536. Mã 536 cho em luôn này. Màu kem kem này chị này. Một em màu kem dáng suông đi. ML 53-60 cân. 53-60 cân này. 400.000 thôi, rẻ ngay 200.000 mọi em nhá. 400.000 mã 141. Mã 141 400.000 này. Ôi cái màu 141 đô nhìn này. Lông cừu Úc cho em các chị nhá. Lông Úc thì nó là quá xịn rồi. Nó gần như là cái top, những cái top gọi là xịn thế gần như là hàng đầu thế giới rồi mọi người ạ. À. Em này LXL nhá. 55-65 cân. Phương Thảo. 55-65 cân này. 400.000 luôn, mã số là 874. Xịn chưa ạ? Mã
74 này, em ơi, màu này là màu cỏ cháy rồi. Mà em màu cỏ cháy đậm nhá mọi người nhá. 45-50 cân. Mặc lên vừa in, lên form đỉnh lắm. 45-50 cân, lên form quá đỉnh này. Bán em này 400.000, bán 793. Số toàn rẻ ngay cho nhùm em này, tụi sẽ không mua. Tiếp theo màu cam cho em luôn này. Đây rồi. 40 874 chị nào sai nhỏ đi. Sai nhỏ thật nhanh ngay thì sao? Mới chuyển khoản tiền áo thường, rồi thường tiếp. Thường nhá, thường thường những cái mờ dạng một lớp ấy, nó không sai nhỏ đâu. 40 50 cân chỉ phải múc ngay này đi. 40 48 cân càng tốt nhá mọi người nhá. 330 mà ăn 502 hiếm có, khó tìm những em nhỏ vậy lắm. 48 cân chị quay đầu chị lấy đi. Em đảm đẹp luôn. 141 đi anh. Có kèm cả mũ sai mò này. Không những có kèm mũ đâu mà tay nó còn là tay chuông nhá, tập ly nhá, xong lại còn có thêm tay eo này. 50-57 cân, 50-57 maximum luôn, 6 cân này để cho tiếp. Maximum 60 cân này. Em này inbox luôn cho xong thông tin rồi cho tiếp. 330.000 và số là 504 cho em luôn này. Khách mời cho em xin đầy đủ thông tin đi mua cho mọi người nhá. Rồi, màu xuất sắc cho em này. 79 mang có 82 Ngô Huyền. À, chị ui. Hôm nay em thấy luôn như bình thường mỗi năm mọi khi ấy, toàn size to này, toàn những cái size vừa đẹp ơi đẹp luôn này. Size S nhá. 793 chị. Long cừu lên đến 100% này. 45-50 cân. Long cừu 100%. 330 mã 354. Nhưng em vừa đẹp ơi là đẹp mọi người. Sao thế nhỉ? Tiếp theo chị nhá, em này size to. Đây, có tới 3 size to lấy đi. Em này nhá, có cả đai eo, thực ra là mình cũng không quan trọng lắm cái phần eo của nó đâu. Nhưng mà size to sẽ đẹp hơn nhá mọi người nhá. Khoảng tầm độ từ 55 đến 65 cân mọi người. Mặc dù em là em không hề bị rộng một chút nào đâu, bởi vì cái form của nó như vậy. Form của nó oversize. 55 đến 65 cân thì mặc vừa, em mặc vừa khít. 450 mã 301. Minh Nguyên. Chị Minh Nguyên anh mới inbox luôn địa chỉ ạ. 450 mã 301 cho em luôn. 301. Tiếp theo nhá, màu đen đi. Lên một em màu đen cho em luôn này. Màu đen thì lúc nào cũng gọn dáng rồi. 50-57 cân cho em màu đen. 50-57 cân mặc với những em này có sẵn kèm dây đai eo này. 400.000 mã số là 538 cho em luôn. Mã số là 538 cho em luôn này. 301. Cái màu này mới là màu đỉnh các bác này. Màu này nó không phải là màu chuối đâu. Nó là hơi chị hơi cái màu kiểu cốm cốm nhẹ nhẹ. 538 rất là sang các chị này. Dáng như này này. Đó. Em này nhá, 50-57 cân có đai eo luôn. 50-57 cân phong cách cực kỳ cá tính. Bán em này với giá là 330.000. Mã 539. 330 mã 539 ra đây rồi. Lẫn một em này là da ép miếng mọi người nhá. Nó không phải là da hộp lớp kiểu khâu tay. Trần Thanh An, nó chỉ là ép miếng thôi. Nó chỉ là ép miếng nhé mọi người nhá. Trần Thanh An chuyển khoản rồi chốt tiếp ạ. Đầy đủ đai 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 eo này. Ép miếng này em bán 280.000 được không ạ? 53-60 cân. 53-60 cân này 280.000 nó là ép miếng nha. Mã số là 542. 280 mã 542 cho em luôn này. Trời ơi, kẻ thế này tội gì mà không mua. Mặc dù em này hơi to nhưng các bạn nào size to thì múc em này đi ạ. Khoảng tầm độ từ 60-70 cân là mặc được nha. 60-70 cân thì lấy những em này cho em luôn này. Em này là dạ handmade xịn mọi người, dạ kẻ ép căng này, lại còn có thêm đai eo cho em nhé mọi người nhá. Bán em này mua cái là rẻ ngay 200.000 một em. 400.000 chị Chim Nguyên. 400.000 mã 970. Chim Nguyên mới inbox luôn. Mã 970 giúp em 400.000 mã 970 này. Cái ép miếng là 280.000 rồi. Ok, cái này được chưa? Lại này. Em này tiếp chị này. Em này nhé mọi người nhá, hàng Phoenix. Hàng Phoenix cho em với chị này. Em này nó không phải là dáng ngắn đâu. Thực tế nhá, em này thực ra nó phải là dáng dài cơ. Nhưng mà thôi bán ở 330.000 mà em thôi được không ạ? Em này nhá, nó có mũ cho em luôn này. 50-57 cân. 50-57 cân nhá. Bán 330 này, mã số là 330. 330.000, mã số là 330 cho em luôn này. Tiếp theo nhá. Màu xanh nhạt nhẹ nhàng cho em. 970. 48 tầm độ 55 cân. 48 với tầm độ 55 cân thì mặc vừa những em này cho em luôn này. Ai cần bên chuyển khoản chuyển cho em luôn nhé mọi người nhá. 45 tầm độ 52 53 cân. 950 mã số là 287. 450 chị Phạm Thị Nghĩa. À, 287 rồi lại còn kẻ các bác này. Lại còn kẻ đẹp mê ly mê hồ này, tội gì mà không mua đúng không mọi người. Mà em kẻ xuất sắc cho em luôn này. 55 đến 65 cân mặc vừa những em này. 55 đến 65 cân nhá, nhưng cái form của nó rất là đẹp mọi người, lên form rất là nhẹ nhàng cho em luôn. Mà lông cừu thì lông cừu 100 siêu cao. Có 330.000 thôi, mã 269. 330 chị Thư Anh. Mã 269 cho em. Ôi bác ơi này. Màu này, đen và tay của nó là phối kẻ chị nhá. Đen và tay phối kẻ này, phần trăm lông cừu của nó siêu cao luôn ạ. Em này nhá, 55-65 cân. LXL, 55-65 cân này. 330, mã 843. Mã 843 đây rồi.
Chị dạ, Vũ hãy inbox cho shop với chị ơi, không inbox được. Cứ kẻ là đẹp, mọi người tin em, cứ kẻ là đẹp, ai mặc lên cũng thế. Bất kể là ai mặc kẻ chấm bi thì đều rất là xinh cho em các chị nhá. Lông cừu em này lên đến 100% này. Size M, lông cừu 100%, 50-57 cân ạ. 50-57 cân có đai tay nhá. Bán em này 450, mặc số là 436. 843. Mã 436 cho em luôn này. Màu đen đi. Lên một em màu đen cho em luôn này. Em này cũng tem mát vàng đỏ, vàng cho em các chị nha. Lông cừu lên đến 100% size M. 50-57 cân lông lông cừu 100% này. 50-57 cân. Bán em này 450 mã 147. 450 mã 147 cho em luôn này. Xin chúa các bác ơi. Ui, em này nhá, hai bên tay nó có lót cơ mọi người ạ. 436. Có bút phòng mọi người luôn này. Lông cừu em này lên đến là 55,7% cho em mọi người nha. Lông cừu lên đến là 55,7% cho em luôn này. 45 tầm độ 53 cân, kẻ toàn thân này. 45 tầm độ 53 cân, kẻ nhẹ như muối tiêu nhá. 330.000 mã 361. 330 mã số là 361. Em này kẻ hơi phối răng sói nhẹ nhá. Hơi phối răng sói nhẹ này, màu hồng. 45-50 cân. Ôi em mặc lên là vừa khít vừa chị ơi. XS và S đều vừa nha. 40-50 cân đều vừa. Bán em này 330.000 màu hồng của kẻ nhẹ này. Mã số là 310 cho em vừa khít luôn. Mã số là 310 chị Bảo Sơn LS. Màu đen nha các bác nha. Lên một em màu đen này, em này hơi bo tay một chút nhẹ cho em. Hai bên nó kiểu chiếc tay vào cho em nhé mọi người nhá. Em này tiếp này. 310. Lông cừu em này lên đến là 90%, còn lại có 10% là lông lạc đà cho em các chị nhá. Size M và L, 50-60 cân. 50-60 cân này lông lạc đà có 10%, 330 thôi, mã số là 647. Mã số là 647. 310 chị Lan Anh Nguyên. Size S cho em luôn này. Một em màu xanh tím than giống váy em mặc và nó hơi viền nhá. 45-50 cân cho em, dáng nhẹ tênh đúng là lông kiểu xịn. 45-50 cân này, 450 mã 197 có đầy đủ đai tay. Mã 197 cho em luôn này. Em này nhá, cũng nhìn 64, xa thì mới tiêu đấy. Nhưng thực tế nó là cái dạ kẻ nhẹ nhẹ chị ạ. Nó hơi kiểu kẻ rất là nhẹ cho em thôi các chị nhá. Em này đi ạ. Size M cho em chị nhá. 100% là lông cừu Lana cho em chị này. Lông cừu Lana 100% này, size M. 50-57 cân. 50-57 cân dáng suông nhá. Dáng ngắn này, 330 mã 216. 330 mã số là 216 cho em luôn này. Hàng hiệu tiếp cho em luôn nhá. 417197. Em này hàng của Hàn các chị ạ. Hàng của Hàn nó ghi ở đây là size XS. Nên em phải hơn mọi người, theo em phải hơn, em phải mò lò mọi người. 53-60 cân ý. 53-60 cân này, cái màu của nó bên ngoài là màu xanh ngọc nhá. Chất dạ lông cừu mềm và vô cùng nhẹ cho em luôn các chị nhá. Chất dạ lông cừu vô cùng mềm và nhẹ cho em luôn này. Em này ạ, bán chị luôn với giá là 330.000. Chốt cho em mã 337. Mã 337 cho em luôn này. 216. Màu đen cho em nhá. Trinh Nguyên. Trinh Nguyên hay mới bao luôn. Hàng các chị này, em này size S chị này. Ôi, đầy đủ đai tay cho em 45-50 cân. Đầy đủ đai tay này 45-50 cân nhá. 330 mã số là 345. 337 cho chị Nguyễn Huyền. Dáng dài 330 mọi người luôn nhá. Mã số là 345. Mã 345. Em này thường thường nó sẽ chỉ lót lửng cho mọi người ạ. Dạ một lớp nó sẽ chỉ lót lửng nhá mọi người nhá. 50 tầm độ 57 cân. Màu cốm cốm này. 50-57 cân là chất nhẹ tênh. 350 mã 330 mã số là 530. Mã số là 530. Cho chị Vân Đô. Chị Vân Đô anh mới inbox địa chỉ chậm anh tí em chứ quá. 345. Chị Vân Đô anh mới inbox luôn. Địa chỉ vào phần tin nhắn. Khách mới cho chị thêm để đúng tin luôn nhé mọi người ơi. Size M cho em này. Lông cừu em này lên đến là 100%. Size M này hơi kiểu họa tiết nhẹ này, muối tiêu ấy. 50 tầm độ 55 cân. 330. Mã 688. Mã 688 mới chuyển khoản cho tiếp ạ. 530. Trời ơi, màu này chị đặt em màu đen nhá. Màu chất nó cứ mướt từng mượt, nó cứ mềm ơi là mềm cho em mọi người. Size M cho em đúng chị này. Lông cừu em này lên đến là 100%. Chị Nguyên mới chuyển khoản cho tiếp ạ. 50-57 cân. 50-57 cân này. 330. Mã số là 637. Đàm Anh Quế. Mã 637 em luôn này, chơi này, cái màu đẹp lắm mọi người ơi. Cái màu này xinh dã man, mặc dù bất kỳ cái màu nâu nào cũng đều đẹp cho em đấy nhá. Nâu nào cũng cực kỳ là nịnh da và cực kỳ là tôn da cho em luôn mọi người. 688 637. Em này nhá, lông cừu lên đến là 100% cho em. 53 680.
53 60 cân này, bán em này cũng chỉ 330.000 thôi, mã số là 356. Mã 356 cho em nữa chị nha. Mã 356 cho chị rồi. Có cả dây quai lụa hàng hiệu cho em này các bác này. Có cả dây quai lụa hàng hiệu cho em nha. Ôi, hàng hiệu chuẩn của Uniqlo size M đây. Em cả 1m63 và nặng 48 cân nha mọi người nhá. Hàng hiệu chuẩn của Uniqlo size M. M và L đều ok. 50 60 cân này, có đa eo của hàng của Uniqlo nữa các chị nhá. 330.000 mã 535. Mã số là 535 cho em các chị nhá. Mã 535 này, bây giờ màu đen rồi. Ai cần màu đen tím nhanh nhanh. Em có chốt ra không ạ? Sai lò cho em này ạ, à, sai lò này. Em này ạ. Ba công trở lại đi em ơi. Cứ khen thế này chị. Chị này. Chị lên mã cho tôi nhá. Em này chị này, em này nhá, sai lò cho em này. 55 ba công chốt lại chị Đỗ Thanh Thủy. Anh theo bác ơi này. Tay theo đẹp dã man, tay nó theo đỉnh cục kỳ mọi người ạ. 55 đến 60 cân màu đen. 55 cân màu đen này. Em này ạ, 330 mã số là 638. 330 mã số là 638 cho em mọi người nhá. Hồng chị này, hồng này. Mọi người chốt mã rồi mọi người nhá. Chốt mỗi mã thôi. Này tiếp theo chị này. 45 tầm độ 50 52 cân này. 45 tầm độ 50 52 cân này, có đa eo cho mọi người luôn đấy ạ. 330 mã 391. 330 mã số là 391 cho em này. Chất dạ lông cừu phần trăm của nó siêu cao. 638. Em này này, lông cừu em này. Lông cừu chiếm 95%, còn lại có 500 là lông lạc đà cho em nhé mọi người nhá. Size S này, lạc đà 5%, còn lại là lông cừu hết. 45 đến 50 cân giá thì phải nhiều. Inbox luôn, số điện thoại địa chỉ. 391. 45 tin nhắn. 45 đến 50 cân, 450 mã 413. 450 mã 413. 391 cho chị Vân Chi. Em này không đẹp đúng là không biết nói gì các bác ơi. Không đẹp thì đúng là chịu cho em luôn các bác nhá. Em này đây ạ, M, L và XL dưới 65 cân thì đều ok cho em được nhá. 350 mã số là 587. Mic tai da này, mic da này, có cả tai eo luôn. Đây rồi, một em màu xanh rồi. Một em màu xanh sao mà nó xinh thế. 45 tổng độ 50 cân cho em. Ôi vừa khít các bạn. 413 chị Yên Nguyên. 45 50 cân nhá. Chị chuyển khoản tiền hay áo để được chút tiếp. Chất dày, đanh và mịn dã man này. 587 luôn đi. Yên Nguyên chuyển khoản luôn đi chị ơi. 330 mã số là 567. Mã số là 567 cho em luôn này. 587. Một em màu đen cho em luôn này. Size M và L lấy những em này. 50-57 cân. 50-57 cân này, dạ hen mét cho em luôn. 400.000 mã 103. 400.000 mã 103 cho em nhé mọi người nha. Mã 103 cho em luôn. 587. Chất nó cũng mềm ôi là mềm mềm như bún nha các bác này. Không lấy thì lấy cái gì bây giờ. Size S cho em nhá. Lông cừu lên đến 100%. Em này size 567 cho chị. Mặc dù nó ghi là S, em phải theo em phải ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa như em này cho em luôn nha. 400.000 mã số là 406. 400.000 mã 406 này. Mic viền cổ cho em size số 46. Mic hết toàn bộ viền cổ cho em này. Cúc Ngọc xinh chưa ạ? 55-60 cân chuẩn lọ. 103 chị Trịnh Như Hoa. 55-60 cân này, 400.000 mã luôn, địa chỉ và cần tin nhắn. 808 400.000 mã 806. Đây đây rồi, đây rồi. Nhưng em này không đẹp thì đúng là chịu các bác ơi. 40-50 cân nhá. Ôi, lên form sao mà đỉnh thế này không biết được chưa. Màu đẹp mà chất nó cũng đẹp cho em luôn mọi người ơi. 567 là chút. Lông cừu em này lên đến là 100% nhá. Lông cừu trong trong này 40-50 cân đều vừa. 40-50 cân, lông cừu 100%. 308 em này 400.000 mã số là 346. 400.000 dáng dài này, mã số là 346 cho em. Màu tím cho em đi ạ. Hai bên là có lốc tay, trời ơi, là có cái dây quai hoàng hiệu này. Tem mát thì không phải nghĩ cho em luôn lên nhá. Đi chị ơi. Lông cừu em này chiếm đến là 100% cho em luôn. 50 tầm độ 55 cân. 50-55 cân này, 330 mã 116. 330 mã số là 116 cho em luôn. Xanh rêu đi ạ. Xanh em bảo ở riêng xanh rêu nhé. Nó rất là nhiều ưu điểm. Vừa sạch này, vừa sáng da, tông da này. Lại còn rất là dễ phối đồ, mặc đồ với cái màu gì cũng được. Nhưng có một đặc điểm hơn màu đen, đó là em này không bị dễ bám bụi như là màu đen nhé mọi người nhé. 346 chị Phương Phạm không giống. Lông cừu em này lên 116. Đến là 100%. Lông cừu lên đến 100%. 45 tầm độ 52, 53 cân thôi. 45 tầm độ 52, 53 cân. 450 mã số là 556. Quá đẹp. Mã số là 556. Ôi dồi ôi. Trắng tinh trắng muốt này tội gì mà không mua mọi người. Đúng không? Trắng tinh trắng muốt tội gì mà không mua. 45 đến 50 cân em nhưng mà đẹp xỉu các bạn ạ. 45 đến tầm độ 50 cân nhé mọi người nhá. Đẹp lắm không các chị. Bán em này 56.
400.000, mã số là 323. Chất nó dày, nó đẹp lắm. 56 chị Phạm Liêu. Nó kiểu tanh ấy, người tanh dã mà. Chị Phạm Liêu anh mới nó luôn, chất nó mềm ơi là mềm. Chất nó mềm ơi là mềm cho em luôn này. Size S cho em luôn nhá. Size S cho em luôn này. Lông cừu em này lên đến là 100% cho em nhá. Màu đen cái gì các chị cứ tự đọc. Nó có từ gút cho mọi người. Em này ạ, SM 45 tầm 55 cân này, thêm cái anh thì quá tuyệt vời rồi. 45 đến 55 cân đẹp từ cái bộ cúc luôn này, sang xị mịn. Có 400.000 mã 663. 400.000 mã 663 cho em luôn này. 663 dáng dài này. Kẻ sọc dài cho mình nhá. ML 53 60 cân. 53 60 cân này vừa cao vừa gọn người. 450 mã số là 844 rẻ hai em luôn. Mã 844 cũng chịu em này xin tí. Phần trăm lông cừu nó phải siêu cao nhá mọi người nhá thì nó mới ra cái lông như vậy. Em này tem mát thì là size S. Tem mát thì là size S nhá mọi người nhá. Em này có rất là nhiều loại lông luôn, từ lông cừu, lông lạc bà cho em quý vị nhá. Rồi bọn sẽ được khỏi rất là nhiều phần trăm luôn. Em này ạ, 45 tầm độ 52, 53 cân thôi. Dưới 53 cân mặc vừa như em này. Chất nó dày đẹp lắm chị nhỉ. Đó, nhìn rõ sợ lông cừu luôn. 450 mã số là 327. Hơi kẻ kẻ nhẹ. Mã 327 em luôn. Em này không phải ý rồi. Vì cái màu nó quá là ưu là xinh rồi mọi người ạ. Cái màu này quá xuất sắc rồi. Dạ này nó là dạ handmade cho em nha các chị nhá. Em này dạ handmade này. Ở đây tem mát thì nó ghi là size S. Lông cừu Lana là lông cừu Úc mọi người. Chiếm đến là 100%. SML thì đều ok. Cứ dưới 60 cân mặc vừa như em này. Màu kiểu nâu kem kem nhé mọi người nhá. Bán em này chị chỉ với giá là 330.000 mã 578. 330 mã 578 rồi gì lên. 37 gì lên thì hiếm có khó tìm rồi. Size L cho em đi. 55 đến 65 cân. 37 thì Vân Chi. 55 đến 65 cân cho em nhá. 200.000 thôi, mã số là 813 gì lên. Mã 813 200.000 này. 578. Hai bên tay của phối đai da chị này. Hai bên tay đai da và eo của nó cũng là đai da nhá. 55 đến 65 cân. 57, yêu cầu 1.6. 55 đến 65 cân này. 450 mã số là 404. 450 mã số là 478 cho chị Nguyễn Huyền. Chị Nguyễn Huyền chuyển khoản cho tiếp với chị ơi, được cho được hàng. Chị ơi em này nhá. Nó là khoác len lẫn đây các chị ơi, khoác len lông cừu này. Khoác len lông cừu nha các bác, không phải là áo dạ đâu. 45 tầm 53 cân thôi, màu xanh tím than này, dáng đến cộng thân của em. Len ép lông cừu nhá mọi người nhá. Khoác len ép lông cừu. Lên em bán 250 thì còn khoác len 78 vừa chốt đấy ạ. 250 mã 573. Khoác len nhá. 813 và 404. 813 chị Thùy Trang. Cái này là em hút ngay mọi người, thật sự. Nếu là em hút ngay bởi vì sao? Nó vừa nhẹ. Cái màu nó đẹp, chất của nó rất là xa. Nguy. Sai mờ nhá. Mới inbox luôn. Số điện thoại địa chỉ và phần tin nhắn. Chị này đẹp chưa? 573. Cái phong dáng đẹp chưa ạ? Em này nhá, size M tức là từ 50 tầm độ 55 cân. Và lông cừu em này thì lên đến là 100% cho em luôn. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này cho em này, dáng đúng đầu gối, màu xinh thế nhở. Bán em này 450. Mua này là rẻ ngay 150 của em nhá mọi người nhá. Em này ạ, 450 này, chốt cho em mã số là 300. 450 chốt cho em mã số là 300 cho em luôn này. Trời ơi, màu này. Cái màu nó yêu ơi là yêu cho Úc. Đây, cái màu hay chưa? Cái màu nó hay ra nào các chị này? 573 và 300. Có thấy không? Không. Dáng hay ra nào này. Cái dáng hay dã man cho em nhé mọi người nhá. Size M này. Em này lông cừu lên đến là 100%. Lông cừu lên đến là 100% cho em luôn này. M và L 50 60 cân này, có ra eo luôn nhá. 50 60 cân này. 330 mã số là 393. Mã số là 393. Thảo Tôm anh mới chuyển khoản cho tiếp chị ơi. Hàng hiệu Origi mọi người nhá, nhưng em này nó hàng xuất tiếp mọi người. Nó chuyên là hàng xuất hàng cho em luôn. Size M cho em các chị nhá. Size M này chuyên là hàng xuất hàng, hàng thiết kế mọi người. 50 57 maximum 60 cân này. 50 60 cân đều vừa. Em này nhá. 450 mã số là 338. 450 mã số là 338 cho em luôn này. Mã 338 màu rêu. Một em dáng classic màu rêu cho em. Một em dáng classic này 45 tổng độ 52 cân, dáng xinh quá. 45 đến 52 cân dáng hơi chị A nhẹ này. 450 luôn nhá, mã số là 862. 338. Mã 862 cho em luôn này. Size M có lớp em chồng ạ. Nhưng em này thì lên phong quá đỉnh luôn. 45 đến 50 cân ạ, vừa khít vào người em. 45 đến 50 cân nhá, dáng chảnh lắm. 330 mã số là 347.
3, mã số là 3, 4, 7 cho em luôn ạ. 3, 8, 6, 2. Này nhé mọi người nhá, bên ngoài chúng ta là màu muối tiêu, nhưng mà thực ra thì thực tế nhìn gần nó sẽ là những cái họa tiết kiểu kẻ caro á mọi người. 50-60 cân này, 50-60 cân mặc vừa như em này, dáng đến đúng đầu gối này. 330.000, mã số là 343. Mã số là 343 cho em luôn các chị nhá. 338-862 3, 3, 4, 3. 338 chị Huy Thanh Nguyễn. Màu xanh chị Huy Thanh Nguyễn anh mới chuyển khoản cho tiếp đi chị ơi. 48 tầm 52 cân. 48 tầm độ 50-52 cân mặc vừa như em này cho em nhé mọi người nhá. 330 mã 568. 330 mã số là 568. 347 có. Có. 347 chị bông xì. Chị bông xì anh mới chuyển khoản cho tiếp ạ. 862 có. 343 nữa. Cộng lại đi. Các mã dưới này đều có hết rồi, chưa đọc được. Bông xì chuyển khoản tiền áo rồi cho tiếp. Dạ này là 2m nha mọi người ơi. Màu của chị này nhìn nó rất là xinh này. Nó hơi kẻ nhẹ chị nhé, nếu mà không nhìn rõ mình sẽ tưởng mối tiêu đấy. Nó là kẻ đấy mọi người. Đây này, nó là kẻ vân vân này. 862 chị Anh Tuyết. Nó hơi kẻ vân nhẹ nhá. Chị Anh Tuyết anh mới chuyển khoản inbox địa chỉ cho tiếp ạ. Nó hơi kẻ vân nhẹ đấy mọi người. Nhưng mà cái lông cừu nó khá là dày. Cái mật độ lông cừu của nó khá là dày. Thành ra là mình sẽ cảm tưởng giống như là nó muối tiêu. Nhưng không phải đấy mọi người nhé. Nó là cái thực chất nó là cái dạ kẻ luôn. Và cái tay của nó là tay sắn đấy nhỉ. 3, 3, 5, 6, 8. Tay của nó là tay sắn như vậy nhé mọi người nhé. Hai bên đều sắn này. Dạ lông cừu này handmade cho em này. Cho chị Lan Phùng. Lông cừu em này lên đến là 100% nhé. Dạ handmade cho em. 50-60 cân. Thôi xả luôn Lan Phùng không bán. Từ đó để anh chốt cho hẳn hoa ra. Hôm nay lại xả ra. Xả các bạn ăn bùng nhá. Có đầy đủ đại em rồi. 3, 4, 3 cho đại dịch Nguyễn. Túc. Có đầy đủ đại em cho mọi người luôn nhá mọi người nhá. 50-60 cân đều vừa. 50-60 cân này. Bán em này 450, mã số là 122. 450. 568 chị Giang Cao. Giang Cao khách mới inbox địa chỉ ạ. Khách mới lưu ý cho em nhá. Là các chị một địa chỉ luôn cho em đầy đủ thông tin về số điện thoại địa chỉ. Thứ hai là khách các chị không chọn không kiểu là không kiểu chốt không chọn mà chốt xong là lấy nhá. Khổ chốt không chọn đâu như thế không được đâu nha mọi người nhá. Chốt em nào lấy em đấy luôn cho em nhé mọi người ơi. Em này tiếp này. Ui hàng Mr. Bò chị nhìn cái tạp quả tem mát chị cơ. Size mò cho em đấy mọi người. Size mò này. Em này ạ, 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa những em này cái màu ấy quá tôn da rồi. 450 mã số là 337. Mã số là 337 cho em màu kem đi ạ. Phần trăm lông cừu siêu cao đấy các bác ơi. Em này em nghĩ có cả lông lạc đà thì nó mới dày như vậy đấy mọi người. Đúng rồi, lông lạc đà lên đến là 10% cho em. 22 chị Bùi Liên không giấu. Có 10 lông lạc đà này. Bùi Liên mới inbox địa chỉ ạ. 700 lông cừu cho em các chị nhá. 50-60 cân. 50-60 cân lạc đà và lông cừu. Bây giờ còn 337 thôi. 330 mã 120. 330 mã 337 chị Hạnh Cấn. Không. Mã 120 này, màu hồng. 120. Hồng ruốc cho em nhé mọi người nhá. 50 tầm độ 55 cân ạ, à, dáng lên bụng chân. 50-55 cân này. 450 mã số là 289. 450 mã 289 cho em các chị nhá. Mã 289 màu đó. Sao lại đẹp như thế không biết bác ơi. 50-57 cân cho em nhá. Tay của nó tay loe nhẹ. Giá hàng đấy mọi người. 50-57 cân này, lông cừu phần trăm siêu cao cho em luôn này. Bán em này. Em này đây ạ. 330 mã số là 679. 330 mã 679. 289. Không có lắc đâu ạ. Hai bên nhá mọi người nhá. 289. Nó lại còn có cả những cái gọi là những 289 đấy chị. Cái đệ eo mọi người. 45 mới inbox luôn. Số điện thoại, địa chỉ và phần tin nhắn. 45 50 53 cân là như yêu cầu nhá. Yêu cầu là phải cao cho em trên 1m58 mới được cơ. Em này 450 đẹp lắm. Mã số là 117 chất còn xịn nữa. Mã 117. 679 cho chị. Lê Vân. Lê Vân cách mới inbox luôn số điện thoại địa chỉ cho shop. Một em giằng ngắn các bác này. Một em giằng ngắn cho em các bác. 117. 50-57 cân này màu hồng. 50-57 cân có đầy đủ đai tay các em có chị nhá. Bán em này 330 mã số là 357. 330 mã số là 357 cho em luôn. 117-357. Theo số 13 cho em này, L, X, L đều ok. 55-65 cân một quần cụt theo này. 55-65 cân nhé, màu sáng này quá chạch luôn. Dáng đến đúng đầu gối rất là vừa phải cho em luôn này. 450 mã số là 847. 450 mã số là 847 cho em luôn này.
Này thấy chị này, em này chị này. Em này nhé mọi người nha. Màu xanh cho em luôn này. Chị này. Em này nhé mọi người nhá. 50-57 cân. 50-57 cân mặc vừa như em màu xanh này cho em luôn. 330, mã số là 646. Mã số là 646 cho em luôn này. 847 đúng không? 847 chị Nguyễn Hồng Hạnh. 357 luôn. Thì Nguyễn Hồng Hạnh em mới inbox luôn. Em ơi sao em kẻ đẹp nhỉ mọi người nhỉ? Em kẻ nhìn nó cứ mỹ mãn kiểu gì này. Đầy đủ tác mắt mọi người hết cho em luôn này. Lông cừu em này lên đến là 100% cho em luôn nhá. LXL 55-65 cân đều ok cho em luôn này. 55-65 cân đều đẹp này các chị này. Em ơi mic này xinh thế. Đai to. 450 nhá. Mua một cái là rẻ ngay 150 của em. Có 357 em thấy. Chị Mai Trương đấy. Ba năm bảy sáu có hết này, từ từ đã này chốt nào. 646 cho chị Thu Bùi. 450 nha, chốt cho em mã 140. Ba năm bảy cho chị Mai Trương. Chất nó cứ chắc mình nó sướng quay là sướng cho em các chị nhá. Chất nó sướng lắm. Đẩy ra ngoài mọi người, đã chút xíu nha. 140. Em đang mặc nhá, lông cừu em này nó lên đến là 100%. Tức là cái lông cừu của nó siêu siêu cao các bác ạ. Chất nó rất là dày dặn và đẹp cho em luôn các bác nhá. Đây này, chất này phê chưa. Tem mác ghi là S, em này theo em là SM thì ok đấy. 45-55 cân. 330 mã 510. 330 mã số là 510 cho em luôn. Màu đen các bác này. Màu đen trơn luôn ạ, dễ mặc lắm. Này tiếp chị này, em này nhá, size M cho em. 510. Hàng của Ý đúng không chị? Mới bóc xuống đi đây chị. Hàng Italy chị, hàng đi ra Italy luôn đấy mọi người. Xịt thế mới được, bảo sao nó chất nó đỉnh thế. Em này nhá mọi người nhá, size M này hàng của Ý cho em. 50 tầm độ 55 cân này. 50 đó là cân kiểu hơi dáng bét một chút xíu, chất đỉnh lắm mọi người, may kiểu ôm mọi người luôn ấy. 330 mã 569. Mã 569 cho em luôn này, màu hồng cho em biết đi. Lên mà em màu hồng cho em đi ạ, mà cái bạc đỉnh cao thế nhở. 50-57 cân. 50-57 cân màu hồng nhẹ nhẹ kiểu hồng phốt thôi mọi người ạ. 330 mã 195. 330 mã 195 cho em đây nhá. Ảo là cái mũ của em đâu rồi. Ảo là cái mũ đang chị này. Bên trong nó có lót cho em chị nhá, nhưng mà thường thường như dạng một lớp mọi người. Nó chỉ lót lưng đực thôi, nó không kiểu lót hết, lót dài hẳn đâu. 569 cho chị Đinh Phượng. Dạ handmade cho em. Anh mới chuyển khoản là chốt tiếp ạ. 195. Dạ handmade nha, em này giặt bằng nước lạnh cho em được cái chị này, em giặt bằng nước lạnh được cái chị này. Đó, hàng của Hàn xịn. Lông cừu lên đến là 9% cho em luôn. Em này LXL 55-65 cân có đại eo. 55-65 cân có đại eo, có cả mũ này. Em này ạ, em này úp vào bụng một cái chưa? Áp vào bụng này fix này luôn chị, 300.000 nhá. Áp bụng này fix 300.000. Mã số là 265. Mã 265 fix một áp bụng. 300.000 mã 265 cho em luôn chị nhé. Ôi, một đỉnh cao chưa, 265. 195, 265. Chị này em tiếp này, chị này. Ôi, 45 tầm độ 5253 cân. 45 tầm độ 5253 cân màu hồng cho em nhá. 450 mã số là 860. 450 mã số là 860. Đâm hồ thị thủy. Mà em này cũng chị quá thôi. Em này màu nó quá là xinh, nó quá là yêu được. 300 đến đấy, áp màu bộ. Này chị này, em này nhá mọi người nhá, 50-57 cân. 50-57 cân giá này đúng đầu gối này. 50-57 cân cho em luôn nhá. Bán em này 450 mã số là 324. Màu nó nghiện nè mọi người nhá. Những cái màu này rất là gây nghiện nhá mọi người nhá. Nhìn một cái là thích mê luôn các chị ơi. Này hàng hiệu này, thì cái tag cho em 860. Size M nhá, hai bên có cái phần lót tay rồi. ML 50-60 cân. 50-60 cân nếu mà sắn tay lên cho em, nếu mà tay dài quá nhá. Em này 400.000 328 78. 400.000 mã 878. Em hàng si chị ơi. Trời ơi các chị ơi, màu này. Nhưng màu này thật sự nó yêu lắm rồi. 324 chị Bingo. LXL 55-65 cân thì này à. Nhưng em này Bingo chuyển khoản cho chút tiếp đi chị ơi, chốt nó quá nhiều rồi. Những cái bạn mà KOL hay chuyển khoản cho chút tiếp ấy mọi người, các bạn hay bán em này. Kiểu nó là oversize ấy. 55-65 cân quay đầu đều vừa này. 450 mã số là 961. Hot girl hay mặc cái kiểu này lắm mọi người. 961 cho em mọi người nha.
em này tiếp này. Em này đây nó ghi là size L nhưng theo em nghĩ thì nó không đến size L đâu mọi người ạ. À. Em này khoảng độ M lớn thôi. 50 chỉ không gì chuyển khoản tiền áo rồi chút kia ạ. Nó chỉ size S M nhỏ ấy. 45 tổng độ 53 quay đầu. 961. Còn 2L thì lại màu xanh tím than. 48 tổng độ 53 cân thôi, dáng hơi chữ A một chút nhẹ cho em giặt kiểu dáng váy mọi người. Em này 400.000 mã số là 438 xanh tím than. 878 chị Hương Bi. 400.000 mã số là 43961. Màu đen tiếp theo, màu xanh than tiếp theo mọi người này. Một em xanh than nhá, 45 đến 50 cân. Đẹp chưa? 45 đến 50 cân này. Xin chào tiếp này. Đó, con 961. 45 đến 50 cân là của những em này. 400.000, mã chốt cho em mã số là 876. Em nó không vừa in vừa cái tầng ấy. Mã 876. 961 cho chị. Vũ Hải Anh. 438. Màu đỏ. Màu đỏ test rồi chị ơi. Test rồi, lấy màu đỏ chứ không lấy màu gì bây giờ nữa các bác. Em này nhá, size mò cho em này. Lông cừu lên đến là 100% cho em luôn. 50 57 cân. 50 57 cân này. 450 mã số là 326. Mã số là 326 cho em. 876 2 mã. 876 cho chị Bùi Minh Loan. Bốn ba tám chị sen xanh. Chị sen xanh em mới inbox địa chỉ 326. Ba hai sáu chị Ngọc Diệp Nguyễn. Trời ơi, chẳng. Chị Ngọc Diệp Nguyễn em mới inbox luôn. Đẹp xỉn ra. Đẹp xỉn ra chưa? Đây này, có đầy đủ đai eo. Xong em bảo cái tác vàng rất là xịn mọi người ạ. Tác vàng là siêu xịn này. Size mò cho em luôn các chị nha. Size mò cho em luôn này. Lông cừu em này phần trăm siêu cao đây mọi người này. Lông cừu lên đến là 100%. ML 50-60 cân mọc vừa như em này. 50-60 cân mọc vừa như em này cho em luôn nhá. Bán này 450 thôi. Chốt cho em mã số là 107. Màu vàng đẹp lắm. Màu vàng và đỏ thì em cầm cửa lên lấy luôn nhá mọi người nhá. Mã 107 cho em luôn này. Đây, ngắn cho em luôn này. Lên một em màu nâu, màu nâu nào cũng yêu, nâu nào cũng đẹp mọi người. 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 cân có đai eo dạng handmade nhá. 330 mã 680. 330 mã số là 680 cho em luôn nhá. Mã số là 680 cho em luôn này. Xanh tí tham đi, em này chất nó dày và đanh lắm mọi người. Nó kiểu lên trong rất là đỉnh luôn ý. 45 đến 50 cân chị này, em ơi. Lên phòng đỉnh cao ạ. 45 đến 50 cân là vừa in với người em. 45 đến 50 cân này dáng đến đúng đầu gối. Bán em này 450 mã số là 323. 450 mã số là 323 cho em các chị nhá. Mã 323 này. Đây, bên trong nha, lót hết toàn bộ cho em. 55 đến 65 cân mặc vừa như em này. 55 đến 65 cân mặc vừa như em này cho em dáng đến qua bụng chân này. 450 mã số là 925. 450 chốt cho em mã số là 925 cho em luôn chị nha. Mã 925 này. Ôi màu xinh chưa? Màu xinh xỉu cho em luôn các bác nha. 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. Bán em này 330 mã số là 666. Màu đẹp cực kỳ đẹp các mọi người ạ. Mã số là 666 cho em luôn này. Màu đen đi. Một em size S cho em luôn nha. Nó không số nó chuẩn này. Này, các chị nhìn được cái em tem mát này thì biết hạn xịn rồi đúng không? 3, 2, 3, 9, lông cừu em này chiếm đến là 97% nha các chị nhá. Lông cừu chiếm 97% cho em luôn là các chị này. Em này đi ạ, thoải mái khoảng tầm độ size M và L. 50 60 cân, đầy đủ đai eo. 66 chị Dương Bùi. Đẹp chưa? 50 60 cân nhá. Bán em này 450.000 mã 188. Mã số là 188 cho em luôn. Chập chập quá không lấy được các mọi người. Em lấy dần dần ấy. Chập quá. Em này tiếp theo chị này. Ủa hàng của nam chị ơi, nó ghi là hàng của men và nó ghi là size M nhá mọi người nhá. Tức là size M của nam ai đấy cho chồng hay con 188. Hay con trai các anh là ok mọi người. M của nam này, 55 đến 60 cân của nam. 55 đến 60 cân của nam cho em các chị nhá. Áo của nam 330 mã 678. Áo của nam đấy ạ. Mã số là 678 cho em luôn này. 188 678. Màu cỏ cháy cho em luôn nhá. Lên một em màu cỏ cháy size S. Lông cừu em này lên đến là 100%. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa những em này này. 450 mã số là 171. 450 chốt cho em mã số là 171 cho em luôn này. Cái màu nó hơi hơi kiểu là hoãn nhỉ. Kiểu muối tiêu mọi người nhá. Màu nó hơi hơi muối tiêu này, dáng ngắn đây. Ai cần dáng ngắn thì em này. Không có đâu ạ. Ai cần dáng ngắn lấy này. 678 hay cả
71. Em đọc trước. Lông cừu lên đến 100% này. Lông cừu lên đến 100%, 55 đến 65 cân, em nghĩ phải form của nam rồi. 55 đến 65 cân của nam tức là M và L của nam các chị nhá. Bán em này của nam này, cái form vai của khá to. 678 chị Bùi Thị Hương. Bán em này 330 mã 307 của nam. 330 mã số là 307 của nam. Nên mà em áo dạ ép miếng nhá, không phải là dạ hạ, dạ một lớp không tay nữa, mà nó là ép miếng cũng là một lớp nhưng nó là may mắn cho em luôn. Đầy đủ đai, đai tay, đai eo này, 50-60 cân. 50-60 cân 280.000 mã 824. 280.000 mã 824 này, đây nâu đây. 307 chị Thanh Nguyệt. Nâu nào cũng đẹp, nâu nào cũng xinh cho em luôn. 50 tầm độ 55 cân này. 50-55 cân màu nâu, cái ve cổ đẹp quá. 330 mã số là 306. Thanh Nguyệt, Thanh mới inbox luôn. Điện thoại, địa chỉ và phần hàng của Kerimi nhé mọi người nha. Em này hàng Kerimi này. 1719 Trần Hà. Lên một em màu xanh rêu này, 50 khoảng không, em này từ 53-60 cân. 53-60 cân có đây eo này. 53-60 cân mà vừa như em này, 450 mã số là 172. 450 mã số là 1824 chị Hoàng Hải Trinh. Ôi nhìn này, đẹp chưa? Dạ kẻ hết cho em các chị nhá. Kẻ hết cho em cả bên trong và cả bên ngoài nó đều kẻ luôn mọi người. Tem mác thì giờ là ngoạc tội gì mà không mua mọi người. Tắc mác bị cắt rồi nhá mọi người nhá, vì nó hàng xịn mọi người. Nó rất là dễ bị cắt tắc mác cho em luôn này. Em này nhá, thoải mái M và L, 53-60 cân. 53-60 cân dạ kẻ cho em luôn này. Bán luôn em này 400.000 mã số là 944. 400.000 nhá mọi người. 172 cho chị. Ôi. Cái màu xinh quá. Cái màu này quá xinh, như vậy xinh mọi người ơi, xinh xinh xỉu luôn ấy. Tay còn lót cho em cái gì này, chất dạ thì mềm nhẹ. 45 tầm độ 50 cân. 45 tầm độ 50 52 cân cho em luôn nhá. Bán em này 330, mã số là 327. Mã số là 327. 944 chị Kim Phạm. Một em màu xanh rêu này, chất nó dày, nó đanh lắm mọi người nhá, nó không phải bị dặn đâu mọi người ạ, rất là dễ chịu. 50 khoảng tầm độ 55 cân, nhưng yêu cầu phải cao cho em trên 1m6. 50 55 cân này, yêu cầu có trên 1m6. Nhưng mà hay mới vòng thông tin đi ạ. Giảm, em này mua này giờ thì các chị gần như là được giảm 200.000 của em luôn nhá mọi người nhá. 400.000. 329. 400.000 mã 929 và em 600.000 thôi, bán hết mọi người là 450 hết mọi người ạ. Giá cực kỳ mềm với các chị luôn nhá. Màu đen cho em luôn này. Lên một em màu đen cho em luôn này. Màu đen này tem mác vàng size S nha. Lông cừu em này lên đến là 100% cho em luôn mọi người. Em này ạ, 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân LXL cho em, mặc dù tem mác là S, em phải lỡ XL mới vừa mà rất là rộng nhá. 450 mã số là 131. Mã 131 cho em luôn này. Mã 131. Màu xám lông chuột các chị hơi bối tiêu này. Bên trong là đen đấy mọi người nhá, bên ngoài là xám lông chuột. Em này 50-55 cân. 50-55 cân có đầy đủ đai eo luôn này. 330 mã 632. 330 mã 632. Cái màu này không yêu thì thôi các chị ơi. Cái màu này không yêu thì thôi các bác này. 45 tầm độ 55 cân. Trời ơi màu xinh thế. 45-55 cân cho em, chất nó dày lắm mọi người ơi. Em này mình là 600.000 bán ra 450.000 thôi nhá mọi người nhá. 1 cho chị Thắng Nguyễn Hồng. 450.000 thôi đấy. ML 50-60 cân. Mã số là 109. Lông cừu 100% luôn đấy chị này. Lại còn mới nguyên tem mát thế này nữa. Lại còn có cả đầy đủ cả mũ này. Mũ mã này. Rồi là mới hai bên túi lại còn có lông cho em luôn các bác này. Đó. Size L. Lông cừu em này chiếm đến là 80% cho em nhá chị nhá. Chỉnh eo được này. Em dùng tem mát thì là size L theo khoảng tầm từ 45 tầm 50 cân size S thôi. 45 đến 50 cân này, hai bên có túi lông này, có mũ này, có mới nguyên tem mát. 450 mã 106 xanh tím ha nhá. 450 mã 106. Em này cũng xanh ha tiếp, size M. Xanh tham tiếp size M này, 50-55 cân. 50-55 cân yêu cầu cao trên 1m58 ạ. 450 mã 169. 450 mã 169 cho em luôn. Em bảo rồi nhá, riêng nâu thì cái nâu nào cũng đều đẹp cho em luôn. 45 tầm độ 52 quay đầu. 45-52 cân nhá, 330 thôi. 306 mã số là 396 cho em luôn này. Mã 396 này. Này, các chị nhìn cúc này, eo ơi. Cúc ngọc các bác ạ, cúc ngọc đấy. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55-57 cân này. 450 mã 240. Mã 240 cho em luôn các chị này. Đây em này ạ. À. Em này nhá, giá của bomber cho em luôn này. Lên mà em bỏ bomber, em này không phải là ép miếng khâu tay rồi mọi người ạ. Nó là 396 kiểu... cho chị Thắng Nguyễn. Em này là kiểu ép miếng hoặc kiểu may máy. 50-60 cân. 50-60 cân này 280.000 thôi. Mã số là mã số 100. 169 cho chị Hà. Mã 100 này. Ôi những em rêu thì không tội gì. Không tội chị Thắng Nguyễn ạ. Em xem em nó đẹp từ ve cổ này, ve áo này, rồi đến cả cái tay này nó mới cũng đẹp cho mọi người. SM 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân nhá, dáng hơi xòe chữ A này.
dáng dài đến mắt cá chân của em không các chị nhá. Yêu cầu có 1m6 này, 450 thôi nhưng mà đẹp mê ly mỹ mãn. Mã số là 810. Mã số là 810 này. Tiếp tục một em màu dây em này nhỏ hơn, tại em này nó có lắc vào chị ạ. Nó có lắc vào đấy mọi người, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 53 cân mọi người em này. Số điện thoại chỉ ạ. 450 mã số là 826. 450 mã số là 826 thêm đúng chị này. Em này ạ, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân cho em các chị nhá. Ôi giời ơi, màu đẹp chưa? Cái màu nó kiểu mà nhìn nó mới cứng, ai cũng không biết là tưởng hàng hàng mới mọi người ạ. 45 đến 50 cân này, 330 mã 645. 330 mã 645 cho em màu kem nhá. Màu trắng màu kem là hai cái màu rất là hiếm ở hàng si, vì thường thường những màu nó rất là dễ bị bẩn dính màu các thứ nhá mọi người nhá. Nên là hiếm khi có lắm, ai cần thì nhanh tay này. 55 đến 65 cân có đầy đủ đai eo cho em. 55 đến 65 cân đầy đủ đai eo cho em luôn ạ. Tem mác thực đàng hoàng cho mọi người. Lông cừu em này chiếm 56,7% nhá. Và em này có đến 40% là lông lạc đà cho mọi người chị. 645 cho chị Nguyễn Hà. 450 mã số là 963. Mã 963 cho em này. Hồng này. Ui. Chị Nguyễn màu Hà. Mê ơi, nó mê không? ML 53-60 cân. Đáng đuôi tôm này. 53 60 cân nhá. 96. Chỉ 450 thôi ạ. Mã số là 335. Mã số là 335 này. Màu đẹp chưa? Màu xanh kiểu hơi hơi xanh đậm chút xíu nhé mọi người nhá. Xanh kiểu xanh than đậm ý. Em này 45 đến 50 cân này vừa khít mọi người. 45 đến 50 cân 330 mã 592. 330.000 mã 592 cho em luôn này. Mã 592 cho em luôn. Chất nó mềm. Còn 963 109 chốt chất rồi ạ. Chất nó mềm ơi là mềm cho em. Của chị Mai Ruby Trần. Size M này, lông cừu em này lên đến là 100%. 50-57 cân. 50-57 cân, 1 sáng lông chuột nha. 330 mã 385. 330 mã số là 3. Ôi, phải cái màu đẹp thích lắm mọi người. Mới bao nhiêu số này chỉ là cho tiếp ạ. Em có thể mua hết cái này luôn, bởi vì rất là đẹp mọi người. Em nào sò cũng sướng luôn. Em này size mò nhá. Lông cừu em này lên đến là 100% dạ handmade đấy mọi người. 50-60 cân này. 50-60 cân nhá, màu muối tiêu này. 450 mã 975. 450 mã số là 975 là chị này. Họa tiết hết toàn bộ. Họa tiết hết, họa tiết full cho em luôn mọi người ơi. LXL 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân mặc quần như em này, dáng xòe chữ A cho em luôn nhá. 450 thôi, mã số là 154. Mã 154 cho em mọi người nhá. Lên em dáng ngắn cho các chị đi. Cũng là màu kiểu hơi muối tiêu như vậy nhưng em này là dáng ngắn. 385 cho chị Khánh Lê. 50 tầm độ 55 cân cho em này đẹp nhỉ. Chất một đỉnh cao ấy nhỉ. 50 tầm độ 55 cân nhá mọi người nhá. Khánh Lê đi con một địa chỉ ạ. Lông cừu Úc lên đến là 100% luôn. Bán em này 450 mã số 975 cho chị Minh Thư. Đẹp kinh khủng luôn. Mã số là 554 cho em luôn này. Màu đen trơn. Một em màu đen trơn 50 tầm độ 55 cân này. Xuất sắc chưa? 50 tầm độ 55 cân màu đen trơn luôn ạ. Gọn dáng lắm. 450 mã 470. 450 mã số là 470 cho em luôn này. Em này ạ. Màu này, mix màu này. Bên trong là màu xanh và bên ngoài nó là mix màu đỏ cho em luôn này. 50 60 cân. 50 để 60 cân cho em luôn nhá. 330 mã số là 501. Mã số là 501 cho em luôn. Đây chị này, ủa, có đai eo luôn. Có cả đai eo chị ơi. 50 tầm độ 55 cân đẹp chưa ạ? 50 55 cân mà lên phong quá đỉnh. Đẹp từ cái ve cổ. 50 tầm độ 55 cân. 450 mã số là 861. Mã số là 861 cho em luôn. 554 cho chị Nguyễn Mến. Chị Nguyễn Mến hay mới chuyển khoản để cho tiếp ạ. Các chị ơi em này, ủa. Em này có đến 65% lông cừu, còn lại 35% nó là cashmere mọi người ơi. Cashmere mà đậm những 35% thì tội gì mà không mua ạ. Em này nhá, 50-57 cân. Vũ Hải Anh. 50-57 cân thì bình thường cashmere nó 500% nó là nhiều lắm rồi, đậm những 35% đấy mọi người ơi. 50-57 cân là ok này, em này em phải bán 600.000 nhá. Cashmere 35%, 600.000 mã 571. 600.000 này mã 571 cho em luôn. Một em dáng bánh bèo chút xíu cho em nha. Bác nào kiểu bánh bèo giống như em thì mình lấy em này đi. Màu cốm cũng rất là xinh cho em luôn này. Em này cổ bèo nha. Cách mới chuyển khoản này tiếp ạ. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân này. 450 mã số là 503. Mã số là 503 cho em luôn này. Mã 503 này. 61.
Bài tiếp theo này. Màu cỏ 571 cho chị Quỳnh Lê Thị. Màu cỏ cháy nhá mọi người nhá. Nào đẹp chưa? 50 57 cân. 50 57 cân, dáng đai rơi cho em luôn nhá. Bán em này chỉ với giá là 330, mã số là 363. 330.000 mã 363 này, dáng ngắn cho em này. Lên một em dáng ngắn cho em mọi người nhá. LXL kéo khóa 55 đến 65 cân. 330, mã số là 463. Mã số là 463 cho em luôn chị nhá. Màu đen này. Mà em màu đen dáng dài, em này mặc vừa in vừa khít mọi người luôn mọi người. 45 đến 50 cân này, dáng đến bao chân của em. 363 cho chị Bạch Dương. 45 đến 50 cân đến đúng chân nhá. 45 đến 50 cân này. Bán em này 330, mã số là 544. Mã số là 503 cho chị Lê Vân. Theo chị này, đẹp chưa? Mix hai màu, một đen và một đỏ cho em nhá chị nhá. Mix hai màu đen đỏ này. 55 đến tầm độ 63 cân mọi người, như em này. 55 đến tầm độ 60 63 cân nhá, dáng xòe to cho em luôn này. Ba ạ, bán đây này 400.000, mã số là 834. Chỉ 400.000, mã số là 834 cho em. Màu đỏ dáng ngắn đi. Lên một em màu đỏ và dáng ngắn cho em các chị nhá. Em này dáng kiểu lưng lửng lỡ nhỡ thôi. 463 chị Hương Vy. Lông cừu lên đến là 90% cho em các chị nhá. Em này đi ạ, size chuẩn S, 45 tầm độ 50 cân mọi người, thì em này màu đỏ cho em luôn này. Bán em này 330, mã 538. 330, mã số là 538. 544834. Đây tiếp màu xanh này. Một em màu xanh rêu này. Xanh rêu nhá. Em này có đầy đủ đai eo, 55 đến 65 cân đây ạ. Xanh rêu nhá. 55 đến 65 cân. Em này em bán cho chị, em này mất tay tay, thích cho chị em này còn 250 cho chị này mất tay tay nhá. 250 mã số là 992 mất tay tay này. Mã 992 cho em luôn. Này nó sau lưng một theo. Sau lưng này. Còn theo ơi là theo này ơi là theo luôn. Nguyễn Dung. 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân, dáng lên đúng đầu gối này. Em này 400.000, mã số là 789. Dạ nó cứ nhẹ tinh cho mọi người, đúng là lớp nhá, nó vừa nhẹ này, vừa ấm lại còn vừa sang cho em luôn đấy. Màu xanh này hiếm nhá mọi người nhá. Xanh là cây này hiếm khi có lắm. Bởi vì nó không nó kiểu nó nổi ít ít người mặc lắm mọi người ạ. À. Em này này. Lông cừu em này lên đến là 9% size M cho em. 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân này, 330 mã số là 687. 330.000 mã số là 687 cho em chị nhá. Mấy màu đen đi ạ. Lên một em màu đen cho em luôn này. Tem mát chị nhìn em tem mát vàng này. Phần trong lông cừu siêu cao đấy mọi người. Size M, lông cừu em này lên đến là 100% luôn. 50 55 cân. 50 55 cân. 400.000 mã số là 997. Mua cho em này toàn được rẻ 200.000 của em thôi mọi người ạ. Có gì mà không mua thì em này. 687 cho chị Linh Nguyên. Đây này, tiếp theo này. Một em size 38 cho em. Chân nó nhẹ lắm mọi người. Mà nó kiểu cứ mềm ơi là mềm, chạm vào da rất là sướng nhá. 50 khoảng tầm độ từ 50 tầm độ 55 cân size M ấy. 50 55 cân nhẹ tây. Linh Nguyên inbox số điện thoại địa chỉ cho chị. 6.000 giá 450 rẻ này, trong giúp em nhá. Bán em này 450 mã số là 280. Mã 280 này rẻ này, trong giúp em luôn này. Đây rồi. Lẫn loại em này nó là dạ ép miếng mọi người, nó không phải là dạ một lớp khâu tay nhưng mà nó là khâu máy rồi, may máy rồi. 50 năm khoảng tầm 60 cân. 55 đến 60 cân 280.000 mã 294. 280.000 mã 294. Màu đen cho em đi. Màu gì chứ màu đen là khuyên mọi người nên lấy luôn. 50 60 cân, màu đen này cũng trên đai nữa. 50 60 cân này 400.000 mã 550. Mã số là 550 cho em luôn này. Dạ kẻ sọc dọc nhá mọi người nhá. Kẻ sọc dọc hết toàn bộ cho em luôn, size to đó chị này. Nhưng mặc lên cực kỳ gọn người nhá. 55 đến 65 cân dáng bụng chân. 55 đến 65 cân này, 400.000 mã số là 897. 400.000 mã số là 897. Một em này lớn nhá, nó là da ép miếng 280 cho chị Trần Hà. Da ép miếng size M này, 50 tầm 55 cân vừa khít luôn. 50 55 cân này có đầy đủ đai eo, 280 mã số là 369. 280 mã số là 369. Trời ơi. Trần Hà chuyển khoản tiền áo cho tiếp ạ. Hàng của Seoul, hàng của Hàn đấy mọi người nhá. Dạ handmade này, 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân này. Bán em này 400.000 thôi, rẻ hơn 200.000 của em đấy mọi người. Mã số là 250. Hôm qua sáng hết bài bán hàng hết 400.000, tức là rẻ ngay 200.000 của em. 360 em mà lấy 2 triệu rồi. Hương Phú. Đó, tiếp theo chị này, em này ạ. À, hai bên là có lót tay cho em chị, em này là của nam chị ơi. Em này là của nam, em mặc bị dài tay rồi. Em này là của nam nhá, 63 khoảng tầm độ 79 chốt cho chị Hoàng. 63 70 cân của nam này, 330 mã 308. 330 mã số là 308. Chị Hoàng Kiều Linh mới bóc luôn xuống hàng địa chỉ ạ. Em này hơi kiểu dạ nhung nhá mọi người, kiểu chảnh chảnh, nói chung nó sang chảnh lắm. 45 tầm độ 50 cân này. 45 tầm độ 50 52 cân cho em luôn, dáng đầu gối. Em này 450 mã số là 842. 450 mã số là 842 cho em các chị nhá. Ui màu hồng này.
sau lưng mic cho em luôn này. Dày dặn đẹp chưa? 53 khoảng tầm khoảng 57 tới mặc vừa như em này. 250 và 308 ạ. 53 57 cân cho em các chị nhá. Em này này, 400.000 mã số là 652. 400.000 mã số là 652. Ôi giời ơi đây. Cái màu này là cái màu mà em rất là liệu chị ạ, vì nó đẹp, mọi người lên dáng ai cũng đẹp, ai lên da ai cũng đẹp luôn. Chị Doanh Đặng chuyển khoản tiền áo rồi, cho tiếp chị ơi. Em này ML 50 60 cân đều xinh nha. 50 60 cân thì đều xinh cho em luôn này. Em này nhá. Liệu có cách mới chuyển khoản để cho tiếp ạ, dừng phạm liệu. 400.000 mã số là 567. 400.000 mã số là 567 cho em với ạ. 567. Em màu xinh. Chị Phạm chuyển khoản tiền áo rồi, cho tiếp. 55 60 cân. 55 60 cân này 330.000 mã 905 ạ. 330 mã 905 màu hồng các chị ơi. Một em màu hồng cho em các chị nhá. Ủa, này có đa eo đấy. Em này có cả đa eo trong túi đấy mọi người này. Em này nhá mọi người nhá, xem nào. Em này mua một được hai, mặc cái mặt nào cũng xinh. 50 60 cân đều vừa này, hết mét này. 50 60 cân mua được hai luôn nhá, mà có 400.000 tính ra là có 200.000 mà. 567 chị Thùy nhá. Được hai em lận. 400.000 mà số là 198 có đa eo luôn. Mã 198 400.000 cho em luôn này. Đây tiếp theo này. Size S cho em. Lên mà em này nó ghi ở đây là size S nha. Dạ handmade thì nó sẵn tay lên cho em nha mọi người ơi. Tem mác thì là S, em này theo em thực Trang tế. Thì Trang mới thì Trang cho được 3 mã rồi nên chuyển khoản thì đã. Ở Bình Dương chị này. Việt Nam mình thì họ mời mọi người không thích mặc dáng quá rộng. Thì các chị lấy em này khoảng tầm độ size M vào đó thì đẹp hơn. 905 chị Hoàng Kiều Ly. 50 60 cân thì vừa những em này cho em nha. Bán em này các chị chỉ với giá 400.000. Chị Hoàng Kiều Ly khách mới chuyển khoản là cho tiếp ạ. Mã số là 199. Mã 199 này, 400.000 mã 199 cho em. Màu đen cho chị đi. Một em màu đen chị, chất nó rất là mềm, rất là dễ chịu cho em luôn. 50 em này không được luôn mọi người. 50 60 cân này. 50 60 cân màu đen gọn dáng lắm. 450 thôi, mã số là 121. Rất là mềm, ơi là mềm nhẹ, ơi là nhẹ em mọi người. Mã số là 121 cho em luôn này. Mã số là 121 cho em luôn các chị nha. Đây, màu cam đi ạ. Lên một em màu cam cho em luôn để em xem tác mát của nó đây. Em này nhá, lông cừu em này lên đến là 9%, còn lại có 10% là lông lạc đà cho em các chị nhá. Lông lạc đà 10% các chị này. Em này ạ, thoải mái ML 50 60 cân. 50 60 cân lạc đà 10% nhá. Em này 330 mã 577. 330 mã số là 577 em luôn này. Mã 577 này. Màu xanh tím than có kèm cả mũ của em này nào dáng kéo khóa chứ nó không phải là cái dáng mà cái cúc nhá. Ôi trời ơi, hàng Jack & Jones chị ơi. Hàng Jack & Jones cho em luôn này, size S thôi, 45 tầm độ 53 quay đầu. Em này nó dáng kiểu oversize. Rồi thì bông khách mới kiểu kiểu là kiểu dáng. Thực ra em tay mắc là S này, em theo SM, SML đều ok rồi các chị nhá. Hàng Jack & Jones này, SML đều ok này. Dáng dài đầu gối có cả mũ, 330 mã 312. 330 mã 312 Jack & Jones luôn nhá. Mã số là 312 cho em luôn này. Màu trắng trắng kem kem này. Em này có đầy đủ đa eo nhá, 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân này, 400.000 mã số là 159. 400.000 chốt cho em mã số là 159 cho em các chị nhá. Một em size M màu đen. Lên một em size M màu đen. Cho chị Lê Lan. 50 tầm độ 55 cân này. Ôi vừa khít các chị ơi. 50 nó gần vừa khít cho em luôn. 330 mã 665 quá đẹp. Mã số là 665 330.000 cho em luôn này. Kẻ nhá. Dạ kẻ full cho em từ trên xuống dưới cho em. 53 khoảng 63 cân mặc vừa em này. 53 63 cân dáng lên đầu gối nhá mọi người nhá. Bán em này 400.000. 159 Hoàng Hương. Mã số là 133 cho em các chị nhá. Mã 133 này. 50 60 cân. 50 60 cân mặc vừa những em này cho em các chị này. 665 330 mã 630 hàng mẫu quá đẹp. Mã số là 630 cho em các chị nhá. Mã 630 cho em luôn này. Rồi hay lắm, dáng như kiểu là cái dáng giống như sáng sáng mọi người. 48 tầm độ 55 cân. 33 cho chị cỏ màu gà. 48 55 cân 400.000 thôi, mã 287. Chặn lại đi. Chưa sang hàng khách mới có địa chỉ ạ. 287 cho em luôn này. Trời ơi cái màu chị yêu quá. 400.000 nhá. Này chị này, màu yêu quá quá ơi. Hai tay đâu có lót cơ mọi người ạ. Đẹp xỉu. Ôi trời ơi. 45 đến 50 cân nhưng em này thật sự là những cái màu này hiếm có khó tìm mọi người ạ. 630 nó không hẳn là pastel nó cũng hẳn là neon luôn. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa những em này cho em luôn đi ạ. Su su chuyển khoản để cho tiếp. 450 thôi. 450 mã 189 giúp em. Khách mới lưu ý cho em này. Ai mà chưa để điện thoại của em yêu cầu thì mọi người cho em xin đầy đủ thông tin về số địa chỉ luôn này. Ai cần chuẩn thuế luôn cho em đi mọi người nhá, không hiểu em dừng chốt luôn đấy mọi người.
đang làm cho mình chả phải mua đâu mà chả phải trả tiền đúng không mọi người, mình chỉ khoản luôn cho nó yên tâm. Em này đây ạ, lông cừu em này lên đến là 100%, size M cho em này, lông cừu lên đến là 100%, 50 em tầm độ 55 cân. Chốt chị Khánh Đồng Ngọc, 50 em tầm độ 55 cân này, bán em này 450, mã số là 141. Nhiều chị các chị cũng thích rồi, kiểu là kiểu ý là kiểu đơn hàng đi nhỏ nhỏ thôi để các chị dễ thanh toán ấy mọi người, nhiều chị thích thế luôn á. Vì tụi em một cục bao giờ ví dụ phải bảo là một chục em mất 6 triệu rồi tiếc đúng không, nhưng mà mình chia nhỏ ra thì bình thường đó, thì mình chia nhỏ chị Khánh Đồng Ngọc tiếc mình mặc bạn chẳng có tội đâu, nhưng mà mới bao nhiêu số này chị ạ, à? Hơi tiếc thôi. Em này ạ, lông cừu lên đến là 100%, em này chúng ta mua các chị mua là hồi đấy. Lông cừu 100% này size chuẩn S, 45-50 cân này, có đầy đủ tay tay đai eo luôn nhá. 45-50 cân này quá xịn luôn. 141 cho chị Hạnh Lê. 400.000 mã 355. 400.000 mã 355. Lê khách mới chuyển khoản này chốt tiếp ạ, dừng Hạnh Lê. Mã 355. Hạnh Lê chuyển khoản luôn rồi chốt tiếp. Đây cái chị này em này xịn chưa? Em này nhé mọi người nhá. Dạ kẻ đây, XL, lông cừu em này lên đến là 70%, XL này, 60-65 cân một vừa như em này, 60-65 cân cho em luôn này, nhớ bẻ, nhớ là thắng tay lên cho em nhá. Em này 400.000, mã 268, 400.000, chốt cho em, mã số là 268 cho em nhá mọi người nhá. Hay là đằng sau chị này, đẹp chưa, đằng sau xinh xỉu cho em luôn á, 45 tầm độ 50 cân, 45-50 cân màu này, yêu chưa, 45-50 cân cho em luôn, bán em này 450, mã số là 114, vừa xinh vừa kiểu nhẹ nhàng, rất là tiểu thư nhá, mã số là 114 cho em luôn này, 50-60 cân, 50-60 cân mặc vừa như em này cho em màu đen, 330, mã 334, dáng ngắn đấy các chị nhá. Ngắn các chị nó thấp khắp khoảng 1m55 quay đầu là đấy rất là ok luôn. Còn các chị nào cao thì mặc cái gì cũng đẹp rồi. Đang thích các chị thích cái dáng kiểu nào các chị lấy kiểu đó thôi nhá mọi người nhá. Nó không là dáng dài, dáng dài thì phải cao và mới đẹp. Em này ạ, lông cừu lên đến là 100% này, size M cho em luôn, 50-57 cân, 50-57 cân này chỉ 330 thôi, dạ kẻ nhá. Mã số là 524 mm. Chị Minh Thìn Phạm, mã số là 524 mm. Thì ôi cái màu vàng nhá, nhức cái nách thật sự, nhức cái nách dã man, đầy đủ tang mát rồi đai tay các thứ đầy đủ hết cho em luôn này, 50-60 cân cho chị Đoàn Phương ạ, 50-60 cân em này quá đẹp cho em luôn này, 50-60 cân này, 450, mã 274, chất đẹp một đanh, mã 274 cho em luôn rồi nha. Dạ kẻ tiếp nha, dạ kẻ thì ai mặc lên cũng đẹp mọi người ạ, trông nó kiểu gọn, 524 cho chị Phạm Khánh, size M, lông cừu lên đến là 100%, em này theo em là M của nữ rồi, 50-57 cân thôi, 330, mã 584, 330, mã số là 584 cho em luôn chị này, mã 584 cho em luôn chị nha. Phạm Khánh à, Phạm Khánh thì Phạm Khánh anh mới bao luôn số này chỉ rồi cho tiếp ạ. Tiếp nha. Em này lông cừu chiếm đến là 73%, size chuẩn M cho em này, các chị này, dạ kẻ này. Em này ạ, size M, 50 tầm độ 55-57 cân này, 50 tầm độ 55-57 cân, một với những em này mà chất có màu rất đẹp luôn ý. Chị Thảo Ly, màu đẹp và dáng đẹp mọi người nhá, 330 thôi, mã 509, 330, mã số là 509. Em này chị này, rất là xinh chị này, đây đẹp xỉu chưa, tao ơi phần trăm lông cừu siêu cao đấy ạ, phần trăm lông cừu chiếm đến là 9%, size L cho em nhá, 55-60 cân thì lấy này, 55-60 cân cho em luôn này, màu nhẹ nhàng mít viền như kiểu dạng tuyết đấy mọi người, 450, mã số là 350 cho chị Châu Minh. Cho em luôn, 45 tầm độ 52-53 cân, 45 tầm độ 45 tầm độ 52-53 cân, 45 tầm độ 52-53 cân vừa này, em ơi, là cái phò đỉnh cao dã man cho em luôn á, bán em này chị này, em này chị này, em này nhá, 330, mã số là 581, mã số là 5 và không còn nhiều mọi người, thực ra là còn rất là ít thôi, bởi vì cái dạ này mọi người nó to, chị lại tích rất là nhiều. Size M cho em này, 50-57-60 cân, 50 khoảng tầm độ 50-60 cân đều với những em này cho em được, rằng có mũi nhá, còn có đai cho em luôn này, 450 thôi, mã 291 mua rẻ, đây 150 của em còn gì nữa, tiếp theo chị này, dình chưa,
xanh rêu cho em. Len của em xanh rêu nhá, chất nó cũng mềm, nhẹ ơi là nhẹ cho em chị này. Nhẹ ơi là nhẹ cho em luôn nhá. Ui, tay mát dài lòng hoàng tụi gì mà không mua đúng không? Em này ạ. Nó không ghi phần trăm lô cửu đây cơ mọi người ạ. Nó không ghi phần trăm lô cửu đây rồi. Em này đây, à đây rồi. 81,4% là lô cửu cho em mọi người nhá. 81,4% là lô cửu cho em luôn này. 50 khoảng không em tự tổng từ 53 60 cân luôn. 53 60 cân dạ handmade này, có cả đai eo này. 450 mã số là 277. Mã số là 277 cho em màu đen đi. Này màu đen cho em hiện này. Một em màu đen cho em không chị nhá. Em này đi ạ, tem mắc vàng em này, size L. Lông cừu lên đến là 100% cho em luôn. Em này nhá, 55-60 cân này. Bán em này 450, mã số là 126. Mã số là 126, em thề em này nhá. Nếu là em sẽ lấy ngay mọi người luôn, bởi vì sao chị này? 277 cho chị Nhung lên. Màu của màu trắng tinh, xong rồi cái dáng của nó là dáng kiểu hơi hơi kiểu giống kiểu dáng gọi là bánh bèo baby mọi người. Này là cổ thủy thủ này. SML, à đẹp, em này thì quá sắc các chị ơi. Này, đường nét nào là họa tiết sắc nét cho em luôn mà màu thì đẹp. Chất thì xịn, tội gì mà không mua các bác. Những em này nhá mọi người, lông cừu toàn 90% bên này, tội gì mà không mua. SML XL vừa hết cho em, có 330 thôi, tội gì, mã số là 530 đúng không? Có 330. Trời ơi các bác ơi, tội gì không mua, em áo dạo một lớp lông cừu xịn này bình thường hàng tiền triệu đấy mọi người. Hàng vài triệu, hàng chục triệu cũng có luôn ấy, tội gì mà không mua. Em này tiếp này, màu xanh nhẹ nhàng cho em luôn nhá. 45 tầm độ 50 52 cân mặc vừa những em này. 45 tầm độ cho chị Nguyễn Phương. 50 52 cân mặc vừa những em này các bạn đang luồn luồn ngược nhá mọi người nhá. Đáng ra là cái này phải bên ngoài và cái này ở bên trong mới đúng này các chị này. Em này ạ, thoải mái SM 45 tầm độ 52 cân quay đầu. 450 mã 213. 450 mã số là 213 cho em luôn này. Hồng phốt là những cái màu đơn giản nhẹ nhàng như vậy nhá mọi người. Mọi người nên lấy đi, rất là dễ phối đồ luôn. 45 tầm độ 52 53 cân giá bảy chữ A. 45 tầm độ 52 53 cân. 400.000 mã số là 400. Rẻ ngay 200.000 của em các bác nhá. Mã số 400 cho em luôn này. Màu xanh đi. Lên một em màu xanh rêu cho em chị nhá. Lên một em màu xanh rêu này. 50 55 cân giá handmade của Dial. 50 55 cân. Cho chị Loan Vũ 330 mã 232. 330 mã số là 232 cho em mọi người nhá. 330.000 thôi. Giá như là biếu phát đấy mọi người. Đầy đủ đai cả cầu vai rồi cả tay cho em nhá các chị nhá. Em này này. Lông cừu, ôi dồi các chị ơi, lông cừu lên đến là 70%, cashmere là 30% cho em các chị ơi. Size này nó ghi là size S nha, nhưng em SM thì ok. SM thì ok này, cashmere là 30%. 45 tầm độ 55 cân thì đều vừa này, bán này 550 thôi nhá. 550 mã 301, cashmere cực kỳ cao. 550 301 cho những ai được em này, chúc mừng các chị. Bình thường cashmere 5% rồi đắt thẳng tiền chục triệu rồi. À, nhưng thì quá là xịn sò luôn nhá. Em này 60-70 cân mặc vừa em này. 60-70 cân này. Bán em này 200.000 mã 678. Chị ấy còn chút mã 678 này. Ủa các bác ơi nhìn tay này. Đấy chưa. Xinh dã man cho em các chị ơi. Xinh dã man này. 22 chị Hà Dương. Theo tay hết toàn bộ cho em này. Chị Hà Dương chuyển khoản lại cho tiếp chị ơi. SML đều ok. Dưới 60 cân mặc vừa như em này nhá. 450 theo hết cho em mã 311. Theo như là gu xì mọi người. Mã số là 311 cho em luôn này. Màu cam cam đào nhẹ cho em luôn nhá. Bên trong là mix màu xám cho em đấy ạ. Em này là giá hàng kiểu hàng thể thao mọi người. Một em dáng kiểu thể thao cho em nhá mọi người nhá. Nó không nghĩ em không hiểu cái chữ của nó mọi người ơi. Em này nhá mọi người nhá. Dáng này của nó là dáng 678 chị Dung Trị Kim. Dáng này là dáng thể thao, em này khoảng độ size L, size 40, size L nhá. 55 đến 60 cân dạ handmade. 55 đến 60 cân cho em. Bán lên này 330 mã 332. 330. Dung Trị Kim hay mới bóc luôn xuống rồi chỉ cho 301 cho chị Trần Hà. Ôi dạ kẻ các bác ơi, dạ kẻ nè. 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 63 cân được vừa nhỉ. 31 lắm chị Khanh Nguyệt. Có 450 thôi mã 916. Mã số là 916 cho em các chị nhá. Màu nâu đi ạ. Lên một em màu nâu cho em các chị này. Màu nâu này họa tiết này. Trời ơi. 50 đến 60 cân. 50 đến 60 cân mặc vừa những em này cho em nhá. 450 mã 103. Khanh Nguyệt chuyển khoản cho tiếp chị ơi. Mã số là 103 cho em các chị nhá. Mã 103 là cái này. Xịn sò chưa? 50 đến 60 cân mặc vừa những em này. 50 đến 60 cân cho em luôn này, dạ handmade cho em luôn này. 330 mã số là 657 có kèm mũ đây này. Mã số là 916 cho chị Bùi Quỳnh. 33 đồng gì không mua đâu mọi người, 330.000 thôi. Dạ này em này này. Em này dáng dài mà bình thường là 600.000 thôi bán được 400 450 nhá. Tức là mua người em là lãi 150 rồi. Mua người em là lãi 1,5 triệu rồi, nhưng mà lì xì với chị luôn. 45 tầm độ 50 cân cho em luôn nhá. 450 mã 918. Mã 918 cho em mua càng nhiều thì lãi càng sâu. 657. Tiếp theo này. Mã nhìn chậm. 45 tầm 50 cân 657 cho chị. Ba này.
45 50 cân các chị nhá. 45 50 cân này em này ạ. Bán em này. Bác luôn số điện thoại địa chỉ ạ. 400.000 thôi, bác số là 334. Bác số là 334 các chị này. 334 này. Càng mua lại càng được, vừa được hại vừa được lãi. Đó, sướng chưa? Tiếp theo này size S nha, màu hồng cho em. Hồng phớt phớt nhẹ thôi. Em này tay mát thì là S, em này theo em phải là M và L cơ ạ. Vì cái form này của bên Hàn, bên Trung mọi người, họ là cái form oversize, mình không mặc quen được, mình phải tận dụng size M, L thì mới vừa. 50-60 cân và có kèm đai eo cho em. 50-60 cân này. Em này nhá, bán với giá là 400.000, mã số là mã số 7. 400.000 chốt cho em. 918 chị Phạm Yến. Trời ơi, lại còn dạng kẻ các bác ơi, lại còn là dạng kẻ thế này. Tội mà không mua những em này à các bác. Vừa kẻ đẹp lại còn vừa kéo khóa. S, M, L đều xinh cho em nhá. Oversize này, 330 mã 328. 330.000 mã số là 328 này. Màu xanh rêu nhá, chất nó lì đẹp như thế này. Lại còn có đai eo cho em luôn này. Hàng Gloria cho em mọi người nhá. Lưng cừu lên đến là 100%. 45 tầm độ 5253 cân này. 45 tầm độ 5253 cân thôi. 400.000 mã số là 531. Mã số là 531 cho em luôn. Hồng đi ạ. Lên một em màu hồng cho em chị nhá. Lên một em màu hồng này, 50-55 cân. 50-55 cân, cái màu này đẹp lắm mọi người. 330 mã 349. Có 330.000 mã 349 và ngắn tiếp cho em này. Một em dáng ngắn màu đen. Ngắn màu đen nhá. L, XL, 2XL. Cứ dưới 70 cân mặc vừa như em này. 330 mã số là 928. 330 nhá, mã số là 928 cho em luôn này. Bên trong là xanh lá và bên ngoài của nó là màu kẻ. Họa thiết kẻ này như là kiểu Burberry mọi người này, cái túi nó thế này. Đó, rất là xinh. 328 chị Vân Vũ Thị. Size mò cho em nhá. Lông cừu lên đến là 100%. 50 tầm độ 55 57 cho mặc vừa như em này. Có đầy đủ cái eo đai tay cho các chị này. Bán em này các chị chỉ với giá là 330 mã số là 382. 330 mã số là 382. Vân Vũ Thị với bao nhiêu địa chỉ ạ? Em tiếp này màu cam. 55 đến 65 cân mặc vừa nhà em này. 349 cho chị Sun Sun. 55 đến 65 cân đó chị nhá. Có đầy đủ đai tay đai eo này. 400.000 mã số là 458. Rất là mềm. Ôi là mềm mềm biết được mọi người. Mã số là 458 cho em chị. 531 cho chị Vũ Hòa. Mã 458 này dáng classic chị ơi. Dáng classic này M, L, XL đều ok nhá. Dưới 65 cân thì đều vừa cho em. Mặc em này vừa gọn lại còn vừa cao rất là nhiều nhá mọi người nhá. Phần trăm lông cừu thì lên đến là 100% cho em. Dọc dọc cho em luôn này. Bán em này 300.000 mã 696. Ôi trời ơi, phải ngắn luôn. 458 cho chị Hạnh Na. Mã 696 này màu đen cho em nhá. Một em màu đen chẳng hạn em ở những em mặc tem vàng lộ ra các chị lấy đi. Phần trăm lông cừu nó cao lắm. Chị Hạnh Na, đa số nhá. Đa số tem vàng lông cừu phần trăm của nó tầm 100% thôi. Hoặc không thì phải tầm độ 80% trở lên chứ không có những cái gọi là những cái phần trăm nhỏ hơn nhá mọi người nhá. Giá handmade này 50 khoảng 60 cân cho em bò lò. 150 lông cừu luôn. 330 mã 631. 330 mã 631 cho em luôn này. Mã 631 em chất mềm nhỉ. Chất nó có mịn như là nhung mọi người, em này size to size đại cho em thôi. Em này tiếp này. Size M, lông cừu lên đến 100%. Em này đi là M thôi, em này theo em phải L, XL ấy mọi người. 55 này chốt được con nào thì lấy vào đấy nhá, không đổi nữa chị ơi. 55 năm bên không đổi nhá mọi người nhá. Bên chốt được nào đấy nó không đổi. Đổi là xả đấy nhá. Em này ạ, 450 mã số là 949. 450 mã 949 nhưng em không đổi này cũng không phải là thích cái màu khác hay sao. 631 cho chị Thùy Linh Trần. Cũng không phải chốt chọn nhá, chốt cái nào lấy cái đó không chọn đâu nhá. Chốt 48 chọn 1 chọn 2 là không được đâu. Em này các chị này, em này nhá, 50 60 cân một cửa như em này. 50 60 cân có cả đai eo cho em luôn này. Dạng ép miếng phải là một lớp đâu, ép miếng thôi. 280.000 mã 422. 280.000 mã 422 cho em luôn các chị nhá. Mã 422 cho em luôn này. Đây này, tiếp theo này. Một em dạng kẻ đi ạ. Lên một em dạng kẻ 45 tầm độ 50 53 cân. 45 tầm độ 50 53 cân một cửa như em này. Bán em này cho chị chỉ với giá là 330 mã số là 599. 330 mã số là 599 cho em luôn. Mã 599 này xanh rêu đi ạ. Lên một em màu xanh rêu cho em các chị nhá, size S này. Lông cừu lên đến là 100%. Nó ghi là S, em phải theo em S, M thì ok. 45 đến 53 cân nhưng mà form đẹp lắm. 45 đến 53 cân cho em luôn này. Em này 450 mã số là 911. 450 mã 911 này. Em này không kém mũ nhá. Chị Hoa Nguyễn. Cái này không phải là cái mũ đâu ạ, cái cổ như vậy thôi. 45 tầm độ 55 cân này, màu trắng da thật sự. 330 mã 593. 330 mã số là 593 cho em luôn này. 593 màu hồng xinh. 45 tầm độ 50 cân ạ, vừa khít này dáng baby. 45 đến 50 cân, 400.000 mã 618. 400.000 mã 618 màu đen cho em đi ạ. Một em dáng ngắn, một em bảo rồi dáng ngắn rất là rẻ. 911 cho chị Minh Tội Quyên. Tội gì mà không mua những em này. Em này các chị nhá. Em không biết size ở đây đâu.
Em này này, lông cừu em này lên đến là 100% cho em nhé. Còn mới nguyên dây tắc mác này này. Lông cừu 100% size LXL, 55-65 cân này. Bán em này 338 và 6 Minh Huế 338 và 642 này. Cái màu này thật sự rất là yêu mọi người ạ. Thật sự nó quá là yêu luôn này. SM 45 tầm độ 55 cân cho em. Tay cắt ao rồi các chị này. Em này nhá, 400.000 thôi, mã số là 868. Mã số là 868 này. Em này không lấy thuốc chị này. Cái viền nó đẹp từ cái viền mọi người ạ. Nó đẹp hết từ cái viền cho em luôn các chị này. 50-60 cân thêm cái đai em thì xuất sắc luôn. 50-60 cân mặc vừa như em này. Bán em này 330, mã số là 531. Mã số là 531 cho em luôn, dạ kẻ cho em đi. Một em dạ kẻ các chị nhá, dám lỡ thôi. Hai bên tay của nó có đầy đủ đai mình, em này 600 nghìn nhá mọi người nhá. Chất nó dày, nó đanh. 642 cho siêu chị Lý Bách Linh. Phần trăm lông cừu siêu cao đấy luôn các chị ơi. Lông cừu em này lên đến là 80% cho em các chị nhá. Lông cừu em trong này lại còn có tông lông cừu là 10% cho em các chị nhá. Còn polyester fiber thì là 10% nữa. Trời ơi xin không. Không những lông cừu mà còn có tông lông cừu nữa. Lông cừu dài thành sợi cốt tông cho em các chị, cực kỳ xịn sò cho em luôn các chị này. Em này ML 50-57 cân. 50-57 cân này, 400.000, mã số là 621. Mã số là 621 cho em luôn. Màu đen cho em này. Một em màu đen cho em luôn. Đó. 50-60 cân. 531 chốt chị Lý Bách Linh. 50-60 cân cho em nhá. 400.000 mã 230. 400.000 mã số là 230 này, giá hàng này. Chị Lý Bách Linh chuyển khoản rồi cho tiếp đi chị ơi, dùng Lý Bách Linh em ơi. Đây chị này, em này ạ. ML 50-60 cân. Lý Bách Linh chuyển khoản luôn rồi cho tiếp ạ. 50-60 cân màu đen em này. Chốt chị Trần Kim Hương. 330 mã 507. 330 mã số là 507. Trần Kim Hương anh mới báo số điện thoại địa chỉ vào hoàn tin nhá. Ôi cái màu xanh này thì quá đẹp luôn, mà lên phong người chuẩn test các bác nhá. 45-50 cân này, vừa khít mọi người. 45-50 cân cho em luôn, 400.000 thôi ạ. Mã 446 mà chất 5 lý đẹp lắm. Mã 446 này coi như là size L cho em. Không những là dạ kẻ các chị nhá, mà lại còn dạ một lớp nữa size L cho em luôn này. Lông cừu em này chiếm 64,7% cho em luôn các chị nhá. Bán em này chị này size chuẩn L, 55-63 cân. Nguyễn Thị Hoàng. Dưới 3 cân đều vừa như em này này. Bán em này 330, mã số là 563. 330, mã số là 563. Trời ơi này. 446 cho chị sen xanh. Cái này thì quá xinh đây nhá. Cái này xem nào. Thất tài mọi người xem luôn, với những em thất tài mọi người sợ nó không nhìn được giá của nó. Đây em này như này. Em này như này nhá. Mình sẽ xanh chuyển khoản này cho tiếp với chị ơi. Thất tài cho em chị này. Xinh ôi là xinh cho em này xinh lắm mọi người. Em này các chị này. Đây thất tài này. Đẹp chưa? 45 tầm độ 50-52 cân. Mic nơ cho em. 45 tầm độ 50-52 cân mặc vừa như em này cho em này. Mic này tu ruồn có che cái này đi rất là xinh cho em luôn nhá. Bán em này chỉ là 450, mã số là 532 của mình nhá. Mã số là 532 450 cho chị này. Mã 52 có lớn của em này chị ơi. Lớn 1 2 em. Lớn 2 em có hợp ở đây nhá mọi người nhá. 563 cho chị Phạm Mỹ. Bên trong là da lộng và bên ngoài là lông cừu cho em đẹp xỉu luôn. 50-60 cân thôi, lẫn bán ở rẻ 100.000 thôi nhá. Mã số là 312. 100.000 mã 312 cho em. 100.000 mã số là 312 cho em luôn chị này. Ôi là cả hết này. Không có chị ơi. Đây này màu hồng này. Một em màu hồng cho em các chị nhá. Lên một em màu hồng này, 50 khoảng tầm độ 55-57 cho mọi người. 532 cho chị Vân Chi. 50-57 cân cho em này, 450 mã số là 339. Mã số là 312 cho chị đây. Nam Khánh Lê. Em lông cừu nữa các chị nhá. Em này ở bên trong cũng da lộng và bên ngoài cũng lông cừu. ML 50-60 cân. Màu đẹp chưa? 50-60 cân lông cừu xịn lắm. 100.000 nốt mã số là 116. Mã số là 116 cho em luôn. Ôi cái màu yêu thế không biết được. Cái màu thật sự rất là yêu mọi người, là có đai eo này này. 45-50 cân nhá. Xịn chưa? 45-50 cân thì tội gì mà không mua như em này. Màu đẹp, chất đẹp, giá đẹp luôn. Mà có 400.000, mã số là 764. Mã số là 764, 400.000 cho em. Hồng này thì gọi là hiếm có, khó tìm, không phải ai mặc được các chị nhá. 116 cho chị Hương Liễu. 45 tầm độ 52 quay đầu. 45-52 cân cho em màu hoặc của hoa 10 giờ ấy. 330 mã 548. 330 mã số là 548 cho em luôn này. 548 màu đen đi ạ. Em đang còn nhiều các chị nhá. 50-60 cân. 50-60 cân màu đen trơn. 76 cho chị Nguyễn Chiên. 330 mã 548 cho những em đẹp thôi. Mã số là 543 cho em luôn chị này. Chị Nguyễn Chiên anh mới inbox luôn. Địa chỉ và phần.
Tin đẹp xỉu bác ơi, này size S này còn mới nguyên tem mát này các bác này. Còn mới nguyên tem mát size S cho em luôn. Cái này nó là S nhưng mà nó là S oversize, mọi người mình mặc hơi bị rộng đấy. Em này nhá, lông cừu em này chiếm 48,75, rất là nhiều các loại lông khác nó tổng hợp ở đây mọi người này. Em này nhá, nó gì là S nhưng em phải thêm ML đều ok. 50 cho chị Vân Chi. 50 60 cân đều vừa này. 450 mã số là 234. 450 mã số là 234 cho em luôn này. Mã số là 234 cho em luôn. 45 tầm độ 50 cân, đẹp chưa ạ? 45 đến 50 cân có dây đai eo này. 45 đến 50 cân xuất sắc cho em luôn. Em ơi, chảy thế nhở. Em này có 400.000 thôi, mã số là 179, vừa đẹp vừa chảy luôn ấy. Mã số là 179 cho em luôn. Màu đen em rồi, riêng màu đen thứ hai nên đấy bởi sao? Màu đen là cái màu trung tính nhá. Khi mà các chị nhìn ngoài rất là đẹp nhưng mà trên da nó bị tối thôi. Ngoài đẹp lắm mà dễ phối đồ lắm. Handmade này, với cả em mặc trong một em áo màu xanh than nó không được nổi. Mặc đồ màu trắng xem nổi cực kỳ. 50 60 cân này. 50 thì à như em sẽ S hoặc rộng được nhá. S, M, L đều ok. 330 mã số là 333. Còn 234 179. Mã số là 333 cho em 179 cho chị Thảo Linh. Thế 50 60 cân. 50 60 cân mặc với những em này các chị này. 400.000 mã số là 276. 276 cho em luôn chị này. Chị Thảo Linh thanh chị Thảo Linh chuyển khoản cho tiếp chị ơi, được thay áo rồi. Chị Thảo Linh chuyển khoản luôn tiền áo rồi cho tiếp. Một em màu đen chị nhá, một em màu đen cho em luôn này. Màu đen này 45 tầm độ 52-53 cân. 45 tầm độ 52-53 cân thôi em ơi, vừa khít một người, chị phải fit một người luôn, dáng bụng chân. 400.000 mã số là 625. 400.000 mã số là 625 cho em chị nhá. Mà cái màu vàng, mấy cái gì bây giờ? Em bảo rồi, riêng cái màu vàng, màu đỏ mình phải 276 lấy cho em. Nhưng em chắc đẹp xịn xò thôi các chị này. Bên trên anh mới chuyển khoản rồi cho tiếp ạ. Size lò nhá, lông cừu lên đến là 100%. 55-60 cân nhưng màu vàng rất là tôn da. 400.000 mã số là 272. 400.000 mã 272 625 cho chị Bạch Dương. Màu đen nhá, size mò, em phải chuẩn mò đấy. Em ơi, chất còn chất xịn nhưng nó nhẹ tênh này. Chị hai bên này nó theo hết toàn bộ hai bên. 50-55 cân. 50-55 cân vừa khít cho người. 450 mã 174. Mã số là 174 cho em này. Lấn một em này vào dạ hai lớp đấy chị nhá. Dạ hai lớp này, bên trong có lót này. Dạ hai lớp lấn tay mọi người nhá. Màu tím 272 chị Nguyễn Phương. 50 nó còn hai lớp này. 50 nó còn một tím lớn giúp các em thôi. 200.000 332 hai lớp nha. Mã số là 332 200.000 cho em. Trời ơi, màu xinh chua dạ kẻ nha. Lên một Nguyễn Phương anh mới inbox luôn. À, chị Nguyễn Phương anh mới chuyển khoản cho tiếp. Trời ơi, 50 55 các chị này. 50 tầm độ 55-57 cân dáng hơi chữ A. 450 mã 275. 450 mã số là 275 cho em luôn chị này. Mã 275 cho em luôn nhá. Một em màu xanh coban. Một em màu xanh coban này, 45 tầm độ 50-52 cân mặc vừa như em này. 45 tầm độ 50-52 cân mặc vừa như em này này, có đầy đủ da eo cho em nhá. 332 275. Xuất sắc. 450 màu quá tôn da và quá sang chảnh, mã số là 457. Em đảm bảo mặc không nổi nổi quốc hội luôn. Vâng. Hội luôn. 275 cho chị Bùi Quỳnh. Mặc mà đi đâu chụp ảnh thôi, đúng là tâm điểm bức ảnh của các chị nhá. Em này các chị này, em này ạ, da ép miếng. Em miếng này 45 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này cho em luôn. Em miếng 208 mã số là 203. Mã số là 203 cho em mọi người nhá. Còn 457. Lưng theo này. Lưng theo hết toàn bộ 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa như em này, màu đẹp quá. 45 đến 50 cân cho em luôn. 457 ạ chị. Mã 840. Mã 840 cho em luôn này. Bảo bằng chị ai mặc lên cũng đẹp và ai mặc lên cũng mê hết mọi người nhá. 50 tầm 57 cân là ok. 50 57 cân này màu sắc chưa dáng này đúng đầu gối. Em này 400.000 mã số là 343 sắc luôn. 400.000 mã 343 cho em luôn này. Màu vàng rồi, cái màu vàng, màu đỏ thì mình nên ưu tiên lấy. Cái màu nó rất là chuộng, mọi người nó rất là dễ phối đồ luôn và rất là định da. Dạ handmade này, cổ sen, S, M, L, XL thì đều vừa cho em được các chị nhá. Em này 330.000 mã 617. 330 mã 617 343 cho chị Minh Nguyệt. Hàng hiệu Urban Romano này. Hàng hiệu Urban Romano các chị này, 45-52 cân. 45-52 cân. Tay chuông nha, 330 mã 561. 330 mã số là 561. Trời ơi. Bên trong này, nhức cái nách chưa? XS cho em nha. XS em phải theo em, XS, SM đều ok. Cứ dưới 55 cân là vừa cho em được đầy đủ đai tay cho em luôn này, dạ kẻ nhá. 330 mã 398, chắc quá xịn. 330 mã 398, những em lông cừu xịn xò thôi. Trong lông cừu xịn xò thôi. 561.
561 chốt chị Bích Ngọc. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân, 330 mã 303. Mã số là 303. Trời ơi nào. Quả lót nước đây là đây chưa ạ? Hàng của Pháp, bảo sao nó xịn thế, hàng của Pháp mọi người ơi. Size 36 tức là size chuẩn S của Pháp đấy. 45 đến 50 cân của Pháp. 45 đến 50 cân giá 39 chị Đoàn Phương. 330 mã 664. Toàn những cái màu đẹp và chất thì xịn. Sao lại còn hàng của Pháp thì tội sao, tội gì mà không lấy hả mọi người. Tiếp theo nha. Ủa, chân em hàng gì lắm. Thôi. Em này này, họa tiết này, cổ tàu này. 40 50 cân XS và S. 40 50 cân nhá. 330.000 và 352. 330.000 mã số là 352 thêm luôn nhá chị nhá. Ôi. Ép miếng lẫn. Ép miếng lẫn này, 50 57 cân. 50 57 cân 280.000 mã số là 559. 664 cho chị Đàm Anh Quế. Mã số là 559 này. Màu hồng có mũ này. Một em màu hồng có mũ cho em nhá. 50 60 cân. 50 60 cân một người thì em này cho em luôn có mũ này. Bán em này 330 mã số là 694 giúp em. Mã số là 694 cho em chị nhá. Mã 694 này. 50 57 cân. 50 57 cân. Chị Vân Chi. Chưa, màu đẹp hết. 50 57 cân này. 330 mã 317. 330 mã 317 thì em 330 chị lấy ngay cho em. 559 chốt cho chị. Nào chị nhìn này. Ui quên. Theo là cho những em một kẻ đẹp xuất sắc như này. Mix hai màu đen trắng nhá mọi người nhá này. Tem mát và tem vàng đây các bác này, size lò nhá. Lông cừ 100% luôn. 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân này. 330 mã 394. Chị Bùi Quỳnh chuyển khoản cho tiếp đi chị ơi, được vào. Ôi rồi. Ôi là con dáng dài các bác ơi. Cái con dáng dài như này, màu trắng tinh cho em nhá. 694 chị Thanh Phương. 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân này 450 mã số là 270. Mã số là 270. Anh Phương mới inbox luôn. Số điện thoại địa chỉ của bạn đi nhá. Không biết trèo đâu các chị ạ. Đẹp từ những cái gọi là đường kim mũi chỉ từ những cái đường một mày cho đẹp chị. Rồi. Hoàng Hương 45 tầm độ 53 cân. 45 tầm độ 53 tư cân 330.000 mã 643. Chị Hoàng Hương chuyển khoản cho tiếp ạ. Mã 643. 394 cho chị Nguyễn Hồng. Lấy mà em màu cam các bác. Cam này nó theo mọi người, theo hết cả trước cả sau cho em luôn này. 50 57 cân. 50 57 cân nhá, 450 thôi mã 942. Mã số là 942 cho em này. Trời ơi, hai kẻ được sinh. Một em kẻ phối cổ nhá, hai kẻ được sinh. Chị Nguyễn Hồng là cái mới chuyển khoản cho tiếp ạ. Đều dạng một lớp hết cho em này, tem mát thì không phải nghĩ luôn. 643 cho chị Huyền Phan. Em này các chị ơi, ôi nó còn phay cashmere này này, xịn chưa? Mặt của nó là mặt mặt lông cashmere mọi người nhá, mặt của nó là mặt lông cashmere cho em luôn đấy mọi người, xịn lắm. Size S, lông cừu 100% nhưng mà mặt của nó là mặt cashmere cho em luôn nhá. 45 đến 50 cân này, lông mặt của nó là cashmere. Bán em này 330 mã 396. Quá xịn. Mã 396. Ôi dạ kẻ mà riêng gì chứ kẻ không phải nghĩ. Kẻ không phải nghĩ, chất lượng quá đỉnh cao rồi. Màu đẹp này. Bên trong thì nó là muối tiêu và bên ngoài thì là kẻ to cho em luôn các chị ơi. Em này mua một được hai nhá, mặc hai mặt đều ok này. Mặt trong nó còn đính hoa, đính đá mọi người mặc được hai mặt cơ mọi người ạ. Mua một được hai tính ra là 150 một em cho mọi người nhá, cũng hai em luôn. 50 60 cân. 330 mã số là 309. 396 cho chị Thủy Nguyễn. 330 và 309 cho em luôn ạ. Em này không biết lấy cái gì các bác. Em màu đẹp nhưng mà rồi cứ vàng và đỏ mình ưu tiên lấy bởi sao? Thế nó sắp Tết rồi mình mặc Tết đúng không? Mà người ta thôi mua là mặc Tết mà. Nó rất là nổi, rất là đẹp này. Tôn da này còn dễ phối đồ, tội gì mà không mua đúng không mọi người. Em này nhá, ở đây này size M. Lông cừu em này lên đến là 100% cơ ạ. Size M này 50-57 cân rồi. Ok, chúng em hãy theo em, đấy là S em mà như em cũng được. 39 chị Trần Kim Hương. 45 đến tầm độ 55 cân thì đều xinh cho em luôn. Ở cái đàn qua đâu, cái đàn qua đâu. 45 tầm độ. Mọi người nếu này có đai em sẽ có kín đai mọi người nhá. 45 tầm độ 45 tầm độ 55 cân mà tụi em phải quan kỳ mà em cần dùng lại để nếu mà em có thêm mọi người nhá. 45 đến 55 cân này 450 mã 274. 450 mã số là 274. Đây có một cái thùng nhá. Mọi người cùng mọi người nhá. Đây cái này xinh này. Cái màu nó rất là nhẹ nhàng mọi người, nó kiểu nhã nhã mọi người. Cái màu nó cực kỳ nhã nhặn cho em luôn đấy. Này, đây 274. Đó. Em này nhá mọi người ơi, em này cũng mua được hai này, mặc hai mặt đều ok nhá. Em này nhá, mặc cái mặt lạnh đồng lộn ra mặt mặt sau cũng được. SM 45 tầm độ 55 cân nhá, cuối cùng 330 thì được hai mặt luôn nhá. Mã số là 593 cho em luôn. Mã số là 593 hết nhá mọi người ơi, em hết rồi nha các bác. Hết sạch nha các bác. Mọi người ơi,
bên em sẽ chỉ like ngày mai thôi nhé mọi người nhá. Nên là các bác nào cần dồn đơn nhá thì mọi người hẹn mọi người vào ngày mai, bên sẽ like khoảng tầm độ 12 giờ không phải 11 giờ 11 rưỡi trưa mai. Khoảng độ trưa này và tối mai sẽ khoảng tầm độ 8:15 sẽ khui một kiện len nhé mọi người nhé, là kiện len cuối cùng đấy mọi người. Hết này là bên sẽ dừng bán hàng cho mọi người luôn nhé, chị để kịp cả chất Tết cho mọi người nhá. Thế là các chị nào cần đơn thì hẹn mọi người ngày mai, mọi người nếu có chốt đơn thêm trên like ngày để mai để mọi người nhá. Tết là em không dồn đơn đâu, Tết là em sẽ cho đi hết hàng nhé mọi người nhá. Còn giờ em nghỉ thôi ạ. Khách mới sẽ xin đầy đủ về thông tin và địa chỉ này, ai cần thì chuyển khoản với em đi ạ. Hẹn mọi người ngày mai, bye bye mọi người, chúc mọi người ngon nha.